Mahomet và lịch sử đế quốc Hồi giáo, trích từ tác phẩm, lịch sử văn minh Ả Rập, tác giả, Will Duran, người dịch, Nguyễn Hiến Lê, chương 1, Mahomet và sự khởi đầu Hồi giáo 569 đến 632, 1, bán đảo Ả Rập năm 565, Justinian mất, 5 năm, năm sau, Mahomet sinh trong một gia đình nghèo tại một xứ ba phần tư là sa mạc, chỉ có lưa thưa ít bộ lạc du mục mà của cải, bảo vật gom cả lại cũng không đầy chính điện giáo đường Saint Sophie. Lúc đó không ai ngờ được rằng chưa đầy một thế kỷ sau, bọn dân du mục đó chiếm được một nửa những nước ở châu Á thuộc về đế quốc Bay Giang Tanh, chọn Ba Tư và Ai Cập, một phần lớn Bắc Phi và đương tiến lên Ifa Nho nữa. Sự bộc phát của bán đảo Ả Rập là biến cố lạ lùng nhất trong lịch sử thời Trung Cổ, hậu quả của nó là một nửa thế giới ở chung quanh địa Trung Hải bị người Ả Rập xâm chiếm và cải giáo, biến đổi tín ngưỡng. Không có bán đảo nào lớn bằng bán đảo Ả Rập, chiều dài nhất được 2.200 cây số về phương diện địa chất, bán đảo đó tiếp tục sa mạc Sahara, là một phần của Đai Cát đi ngang qua Ba Tư, tới tận sa mạc Gobi. Tiếng Arabe, Ả Rập, có nghĩa là khô khan, về phương diện địa lý nó là một cao nguyên mênh mông thình lình dựng đứng lên tới 3.000 thức ở cách hồng hải năm chục cây số, rồi hạ lần lần xuống về phía đông, qua những dãy núi hoang vu, tới vịnh Ba Tư. Ở giữa bán đảo nổi lên vài ốc đảo có cỏ, có làng mạc dưới bóng cây kè, với những giếng nước không mấy sâu, chung quanh từ phía đều là cát mênh mông trải ra tới mấy trăm cây số. Bốn chục năm tuyết mới đổ một lần, ban đêm lạnh tới không độ, ban ngày ánh nắng làm cháy ra, máu muốn sôi lên, vì không khí đầy cát nên dân chúng phải bận áo dài và quảng khăn để che ra thịt và tóc. Trời như ngày nào cũng trong sáng, không khí thì như thứ, rượu vang có bọt. Trên bờ biển, thỉnh thoảng có những cơn mưa rào chốt xuống, nên trồng trọt được, văn minh được, nhất là bờ biển ở phía tây, trong miền Hesas, nơi có những thị trấn La Mecca và Medin, ở phía tây nam, trong miền Yemen, nơi có những vương quốc cổ của Ả Rập. Bên cạnh những tiểu quốc ở Bắc và Nam, ngay cả trong những tiểu quốc đó nữa, trước thời Hồi giáo, tổ chức chính trị là một tổ chức gia tộc gồm thị tộc và bộ lạc. Mỗi bộ lạc mang tên một ông tổ trung tưởng tượng nào đó, chẳng hạn bộ lạc Bani tự cho mình là hậu duệ của Gassan. Trước Mahomet, mặc dù người Hy Lạp gọi tất cả dân chúng trong bán đảo là Sarakenoi, tức Saracen, có lẽ do tiếng Ả Rập xa kia âm, nghĩa là phương Đông, mà ra, nhưng thực sự những dân tộc đó không thống nhất về chính trị. Vì sự giao thông khó khăn, cho nên các bộ lạc tất phải tự trị về kinh tế, và giữa tính cách địa phương hoặc tính cách riêng của bộ lạc. Người Ả Rập chỉ trung thành và có bổn phận đối với bộ lạc của họ thôi, mà bộ lạc càng nhỏ thì lòng hy sinh đối với bộ lạc càng lớn, họ làm cho bộ lạc tất cả những gì mà hạng người văn minh làm cho tổ quốc, tôn giáo hoặc nòi giống của mình nghĩa là nói dối ăn cắp, giết người hoặc chết cho bộ lạc, với một lương tâm trong sạch. Mỗi bộ lạc hoặc thị tộc do một sách thống trị, vị này được các đầu mục bầu trong một gia đình đã nhiều đời giàu có hơn, tài trí hơn hoặc chiến đấu anh dũng hơn các gia đình khác. Nơi nào có làng thì dân chúng trồng trên các khu đất khô cằn được ít lúa và rau, nuôi ít gia súc và con ngựa đẹp, nhưng họ thấy trồng trà là đào, hạnh, lựu, chanh, cam, chuối, vải, có lợi hơn nhiều, một số người trồng những hương thảo như cây lài cây hoài hương, la vần, cây bách lý hương, thim, có kẻ nấu dầu hoa hồng mọc trên núi, có kẻ rạch thân vào loại cây để lấy nhựa mộc dược, mơ, hoặc nhựa thơm khác. Có thể một phần hai mươi dân chúng sống trong các thị trấn ở gần hoặc trên bờ biển phía Tây. Tại đó có nhiều hải cảng và chợ cho các thương thuyền trên hồng hải, còn ở phía trong nội địa là những con đường lớn cho những thương đội muốn tới Syria. Tương truyền từ năm 2743 trước Tây Lịch, Ả Rập đã buôn bán với Ai Cập, mà những thông thương hàng năm với Ấn Độ chắc cũng đã xảy ra từ hồi đó. Mỗi năm có những chợ phiên họp khi ở thị trấn này, khi ở thị trấn khác, chợ phiên lớn Okagan Lameker năm nào cũng thu hút mấy trăm con buôn, kép hát, nhà truyền giáo, con bạc, thi sĩ và gái điếm. Năm phần sáu dân chúng là người bé Bedouin du mục di chuyển với đàn gia súc từ đồng cỏ này tới đồng cỏ khác, tùy mùa và tùy các trận mưa mùa đông. Người bé Bedouin yêu ngựa lắm, nhưng trong sa mạc, lạc đà là con vật họ quý nhất loài lạc đà chỉ đi được 12 cây số một giờ, điệu bộ lắc lư một cách trịnh trọng mà uyển chuyển, nhưng có thể nhịn nước 5 ngày mùa hè và 20 ngày mùa đông, sửa nó uống được, nước tiểu của nó làm cho tóc mượt, phân nó có thể phơi khô để đốt, thịt nó mềm, ngon, người bé đơ vừa kiên nhẫn và dai sức như lạc đà, vừa dễ cảm và hăng hái như ngựa, có thể đương đầu với sa mạc được, nhỏ con, mảnh khảnh, mạnh và bền sức. Họ có thể sống mấy ngày với vài trái trà là và một ít sữa rượu trà là làm cho họ quên tình cảnh của họ và kích thích trí tưởng tượng của họ. Để cuộc đời khỏi đều đều buồn chán, họ kiếm người yêu hoặc gây lộn. Họ cũng nóng nảy như người y pha nho đã được di truyền huyết thống hoặc thị tộc của họ trả thù liên kẻ nào nhục mạ hoặc làm hại họ hoặc thị tộc họ. Già nửa đời cuộc họ là chiến tranh giữa các bộ lạc với nhau, và khi họ chiếm được Syri, Ba Tư, Ai Cập, y pha nho rồi thì họ chinh phạt liên miên, tha hồ phóng túng cướp bóc. Nhưng mỗi năm họ cũng bỏ ra vài thị kỳ, hưu chiến thiêng liêng, để đi hành hương hoặc buôn bán. Họ cho sa mạc là của riêng, ai đi ngang qua ngoài những thời hưu chiến mà không nộp tiền, mãi lộ, thì họ cho là kẻ ngoại nhân xâm nhập. Như vậy họ có ăn cắp của kẻ đó thì cũng như một cách thu thuế rất lương thiện vậy thôi. Họ khinh thị trấn vì ở đó phải theo luật lệ, phải buôn bán, chứ không thể ăn cắp được. Sa mạc tuy tàn nhẫn mà họ lại yêu vì họ được tự do. Khả ái mà lại khắc khao, rộng rãi mà lại hà tiện bất lương mà lại trung tín, người bé in dù nghèo tới đâu cũng vậy, hiên ngang nhìn đời, tự hào về dòng máu không pha của mình, vui vẻ mang dòng họ mình. Nhất là có một điểm ai cũng nhận, phụ nữ của họ đẹp vô song, một sắc đẹp tối, vì nước da của họ, dữ tợn, bừng bừng tình dục, đáng cho cả ngàn thi sĩ ngâm vịnh, nhưng mau tàn một cách bi thảm vì khí hậu quá nóng. Trước Mahomet mà sau ông cũng vậy người đàn bà Ả Rập chỉ được hưởng một thời tôn sùng ngắn ngủi rồi phải chịu cả cuộc đời dài vất vả họ thể bị cha chôn sống khi mới we we chào đời, người cha nào nhân từ lắm thì cũng xót xa cho số mình lỡ sinh ra con gái, mà tuổi nhục không dám cho bạn bè thấy mặt con. Tuổi thơ của con gái được vài năm sung sướng, cha mẹ âu yếm vì nó đẹp, dễ thương, nhưng mới 6-7 tuổi, cha mẹ nó đã gả nó cho một thanh niên trong thị tộc vì đằng nhà trai đã trả cho một số tiền mua nó. Chồng nó yêu nó như một tình nhân, sẵn sàng chiến đấu với cả thế giới để bảo vệ nó hoặc danh dự của mình bọn con trai đã đam mê nó đã gây một tinh thần hiệp sĩ hơi khoa trương và tinh thần này đã xâm nhập từ y pha nho nhưng một mặt phụ nữ được tôn sùng như một nữ thần một mặt họ cũng chỉ là một động sản thuộc về cha chồng hoặc con trai và như mọi động sản khác họ bị di tặng lại cho đời sau luôn luôn họ là tôi tớ rất ít khi được là bạn trăm năm của đàn ông đàn ông bắt họ phải sinh nhiều con đúng hơn là nhiều con trai vì bổn phận của họ là phải sản xuất chiến sĩ chồng họ có thể đuổi họ đi lúc nào tùy ý, nhưng nét kiều diễm bí mật của họ cùng với chiến tranh đã kích thích thi nhân, làm đề tài cho nhiều thi phẩm. Người Ả Rập tiền Hồi giáo, nghĩa là trước khi có Hồi giáo, thường vô học nhưng rất thích thơ, gần ngang với ngựa, thích đàn bà và thích rượu. Họ không có các nhà bác học, các sử gia, nhưng say mê lời hùng biển, những mỹ từ và những câu thơ rất điêu luyện. Ngôn ngữ họ rất gần giống cổ ngữ Do Thái, Hebrew, có những biến hóa rắc rối của mẫu âm một dụng ngữ phong phú, những phân biệt tinh sắc mới đầu diễn được những tế nghị trong thi ca, rồi sau diễn được những tế nhị trong triết học. Người Ả Rập tự hào về ngôn ngữ vừa cổ vừa phong phú của họ, trong khi nói cũng như trong khi viết, thích dùng những âm du dương để tạo những mỹ từ. Họ say mê nghe các thi sĩ ngâm trong các làng xóm, thị trấn, trong các trại quân giữa sa mạc hoặc các chợ phiên, những bài thơ trường thiên nhịp nhàng trôi chảy kể lại những chuyện tình cùng những cuộc giao chiến của các vị anh hùng, vua chúa các bộ lạc của họ đối với họ thi sĩ là sử gia người giữ phổ hệ nhà luân lý nhà trào phúng nhà tiên tri người hô hào chiến đấu và khi một thi sĩ được giải trong các cuộc thi thơ những cuộc thi này rất nhiều thì cả bộ lạc mừng rỡ cảm thấy được vinh dự lây cuộc thi thơ lớn nhất được tổ chức mỗi năm ở chợ phiên uka suốt một tháng gần như ngày nào các thị tộc cũng đưa người ra tranh giải không có ban giám khảo mà chỉ có quần chúng bu lại nghe hoặc tán thưởng nhiệt liệt hoặc biểu môi chê bai bài thơ nào thắng cuộc thì được chép bằng những chữ vàng son rực rỡ, vì vậy mà gọi là kim thi, thơ bằng chữ vàng, và được giữ gìn như một quốc bảo trong các kho tàng của vua chúa. Người Ả Rập cũng gọi những bài thơ đó là Mirlakat, có nghĩa là treo, vì tương truyền các bài thắng cuộc được viết bằng chữ vàng trên nền lụa Ai Cập treo ở tường điện K3 tại La Mecca. Người ta còn giữ được bảy bài trong số những Mirlakat của thế kỷ thứ tư. Những bài đó thuộc vào thể Kasida, một loại đoàn ca tự sự, điêu luyện tiết điệu và vần rất rắc rối thường kể các chuyện tình hoặc các chiến tranh một trong những bài đó của thi sĩ lebitt một chiến sĩ ở mặt trận trở về quê hương thấy nhà cửa hoang vuông vợ đã bỏ đi theo người khác lebitt tả cảnh đó giọng đa cảm như goldsmith nhưng hùng hồn hơn mạnh mẽ hơn trong một bài thơ khác các phụ nữ ả rập khuyến khích bọn đàn ông ra trận hăng hái chiến đấu can đảm lên can đảm lên để bảo vệ phụ nữ chung em hỡi các bậc tu mi vùng gươm mà chém cho hăng vào. Chúng em là con gái của sao mai, những tấm thảm chúng em dẫm lên thật là êm đềm, cổ chúng em đeo ngọc trai, tóc chúng em thơm mùi xả. Những anh nào hùng dũng chiến đấu với địch thì chúng em sẽ ôm vào lòng, còn bọn nhút nhát đào tẩu thì chúng em sẽ gạt ra, không được các em hôn đâu. Các thi sĩ thời tiền Hồi giáo vừa ngâm thơ vừa gảy đàn họa theo, nhạc với thơ chỉ là một. Nhạc khí họ thích nhất là ống sáo, cây đàn, lút, ống địch hoặc chiếc kèn, hào bòi bằng sậy và chiếc trống con. Bọn con hát trẻ thường được mời tới hát trong các bữa tiệc đàn ông, họ cũng hát trong những quán rượu, các vua chúa có một đoàn con hát để tiêu khiển cho vơi bớt nỗi lo lắng. Và khi dân thành La cơ tiến đánh Mahomet năm 624, họ dắt theo một đoàn con hát trẻ để đêm đốt lửa chạy cho thêm vui và để kích thích họ khi ra trận. Ngay cả trong thời đại, rốt nát, đó, như họ nói, tức thời tiền Hồi giáo, bài hát Ả Rập cũng có giọng ai oán, không dường già chỉ vài câu thơ cũng đủ cho họ hát cả giờ. Người Ả Rập trong sa mạc có một tôn giáo riêng, cổ lỗ nhưng tế nhị. Họ sợ và thờ ơ số thần, thần tinh thú, thần mặt trăng và thần trong lòng đất. Đôi khi họ cầu khấn trời đừng phạt họ, nhưng xét chung thì họ rất sợ bọn Jin, quỷ, rất đông ở chung quanh họ. Tìm mọi cách để làm dịu cơn giận của các Jin, họ an mệnh, không chống với số mạng. Cầu nguyện vắn tắt chứ không dài dòng như phụ nữ và chịu nhận là không hiểu được sự vô biên của vũ trụ hình như họ ít khi nghĩ tới kiếp lai sinh vậy mà đôi khi họ cũng buộc con lạc đà ở bên cạnh mồ mà và không cho nó ăn để người chết có lạc đà mà cưỡi khỏi bị cây nông nỗi đi bộ lên thiên đường thỉnh thoảng họ giết người để tế thần và có nơi họ thờ những phiến đá thiêng trung tâm của sự thờ phụng đó là thành la mecca thánh địa này phát triển không nhờ khí hậu tốt vì những núi đá trơ trọi ở chung quanh làm cho mùa hè ở đó nóng chịu không nổi thung lũng đó là một chỗ hoang vu khô khan trong cả khu thành không có một mảnh vườn điều đó Mahomet đã biết. Nhưng nhờ vị trí ở giữa đường trên bờ biển phía Tây, cách hồng hải sáu chục cây số nó thành một chỗ ngừng chân tiện lợi cho các thương đoàn bất tận có khi gồm cả ngàn con lạc đà đi đi về về từ miền Nam bán đảo Ả Rập. Do đó, chở cả hàng hóa Ấn Độ và Trung Phi, lên miền Ai Cập, Palestine và Syria. Những thương nhân đó hồn vốn lập hội, chi phối các chợ phiên ở Oka và cả những lễ nghi tôn giáo ở chung quanh biển Kaaba và phiên đá đen linh thiêng trong biển. Kaba Ba có nghĩa là một kiến trúc vuông và là nguồn gốc tiếng kêu hình lập phương của Pháp. Theo các người Hồi giáo chính thống, điện Kaba Ba được xây dựng lại 10 lần. Lần đầu tiên, hồi mới có sử, là do các thiên thần từ trên thượng giới xuống xây cất. Lần thứ nhì do Adam thủy tổ loài người xây cất, ba là công của Seth, con của Adam, lần thứ tư là do thánh Abraham và Imael, con trai của ngài và của bà Aga, lần thứ bảy do Kusai, chúa bộ tộc Koraisai, ở gần Lameke lần thứ 8 do các chúa bộ lạc thời Mahomet, 605, lần thứ 9 và thứ 10 do các thủ lĩnh Hồi giáo năm 681 và 696. Điện K3 hiện nay là điện xây cất lần thứ 10 đó. Điện dựng gần đúng trung tâm một khu có tường và trụ quan, có tích, bao chung quanh, khu đó gọi là Masjid Al-Haram, có nghĩa là giáo đường linh thiêng. Điện là một tòa nhà hình chữ nhật bằng đá, dài 13 thước, rộng 12 thước, cao 17 thước. Trong gốc Đông Nam, cách mặt đất khoảng một thước rưỡi, vừa tầm mắt người cho dễ hôn, có gắn phiến đá đen, màu huyết đậm, hình trái xoan, đường kính khoảng hai tấc. Nhiều tín đồ cho rằng phiến đá đó từ trên trời đem xuống rất có thể nó là một vẫn thiết, meteorite, đa số tin rằng nó có ở điện ca ba từ thời Abraham. Các học giả Hồi giáo bảo nó là biểu tượng dòng dõi của Abraham bị Israel đuổi đi, mà sau thành thủy tổ của bộ lạc Koraisai. Ở thời tiền Hồi giáo, trong điện ca ba có nhiều ngẫu tượng, mỗi ngẫu tượng là một vị thần. Một trong những vị thần này tên là Ala, có lẽ là thần của bộ lạc Sai. ba vị thần khác là con gái của Ala, bà Anaza, bà Anlat và bà Maner. Sự thờ phục đó của người Ả Rập đã có từ thời thượng cổ vì sứ giả Hy Lạp Herodot đã chép rằng Aninlat, tức Anlat, là một vị thượng đẳng thần của Ả Rập. Bộ lạc Sai thờ Allah là thần chính, như vậy là dọn đường cho tín ngưỡng nhất thần giáo họ bảo dân chúng la rằng ala là thần đất đai vậy dân chúng phải đóng thuế cho thần một phần mùa màng và những gia súc con so người koraisai tự nhận là hậu duệ của abraham và israel chỉ định các thầy tư tế và các người giữ điện họ quản lý lợi tức của điện một thiểu số quy phái hậu duệ của kusai cai trị thành la về phần dân sự đầu thế kỷ thứ sáu bộ lạc koraisai chia làm hai phe một phe do thương gia giàu có và từ tâm hasim cầm đầu một phe do một người cháu của Hasim, ghen Hasim, tên Imaya cầm đầu. Sự tranh chấp gắt gao đó sau này có ảnh hưởng quan trọng. Khi Hasim chết, một người con trai hay em của ông, tên là Abdan Matalib lên thay, thành một trong những vị thủ lĩnh của La Năm 568, con trai của Abdan tên là Abdallah cưới nàng Amina, cũng hậu duệ Kusai. Abdallah ở với vợ được ba ngày rồi lên đường viễn thương, buôn bán ở xa và chết ở dọc đường trong khi trở về Medin. Hai tháng sau, 569, Amina sinh ra được một người con trai, sau này thành một trong những nhân vật quan trọng nhất thời Trung Cổ. Hai, Mahomet ở La mươi 569 đến 622, Mahomet dòng dõi quy phái, nhưng gia sản tầm thường, Abdala chỉ để lại cho ông có năm con lạc đà, một đàn dê, một căn nhà và một tên nô lệ săn sóc cho ông hồi còn nhỏ tên ông có nghĩa là rất đáng khen, rất hợp với vài đoạn trong thánh kinh báo trước ông sẽ ra đời. Ông mồ côi mẹ hồi 6 tuổi, được ông nội nuôi nấng của hồi đó đã 73 tuổi rồi sau được một người chú, hay bác, tên là Abu Talib săn sóc. Ông được hai người đó âu yếm, nhưng hình như không người nào lo việc dạy ông tập đọc tập viết cả, thời đó, người Ả Rập coi thường kiến thức đó. Cả bộ lạc sai chỉ có 17 người chịu học thôi. Suốt đời ông, không thấy viết một hàng chữ nào cả việc đó ông giao cho viên thư ký. Bề ngoài có vẻ vô học, vậy mà ông soạn được cuốn sách nổi danh nhất, hùng hồn nhất trong văn chương Ả Rập, ông lại có tài chỉ huy mà hạng người có học thường thiếu. Chúng ta không biết gì về thời thiếu niên của ông cả, mặc dù những chuyện hoang đường về quãng đời đó được chép đầy 10.000 cuốn sách. Tương truyền hồi ông 12 tuổi, Abu Talib bắt ông theo một thương đội đi từ Bosch lại Syria, có lẽ nhờ chuyến đi này ông được biết ít nhiều về do Thái giáo và Kitô giáo. Một chuyện khác kể rằng vài năm sau ông được một quả phụ giàu có tên là Khadija phái đi buôn bán ở Boston. Rồi bỗng nhiên, năm 20 tuổi, ông cưới quả phụ đó tuổi đã 40 và đã có mấy người con. Ông sống với bà tới khi bà mất, 26 năm sau, không cưới vợ bé nào hết. Điều đó cực kỳ hiếm đối với một người Hồi giáo phong lưu, nhưng đối với ông bà thì có lẽ là tự nhiên. Hai ông bà sinh được mấy người con gái, sau này nổi tiếng nhất là cô Fatima và hai người con trai đều chết khi còn nhỏ tuổi. Ông nuôi Ali, người con của Abu Talib, làm nghĩa tử. Khadija là một người đàn bà tốt, một người vợ hiền, buôn bán giỏi, một nực thủy chung với Mahomet qua bao cuộc thăng trầm về tinh thần của ông, và trong tất cả các bà vợ, ông quý bà nhất. Ali gieo cưới Fatima, Âu yếm tả cha nuôi hồi 45 tuổi như sau, trung bình, không cao không thấp, nước da trắng hồng hồng, mớ tóc đẹp, dày và láng, rũ xuống hai vai dâu rậm dài tới ngực, nét mặt thật hiền từ, tới nỗi ai đã thấy một lần thì không thể rời được nữa. Tôi đừng đói quá mà chỉ muốn nhìn nét mặt của người là quên đói liền. Trước mặt người, mọi người đều quên hết những nỗi đau khổ, dầu dĩ của mình. Con người đó nghiêm trang, ít khi cười, nén được tinh thần trào phúng rất mạnh của mình, biết rằng nó có hại đối với hạng thủ lĩnh. Bẩm sinh ốm yếu, ông hay giận dữ, hay buồn bực, dễ xúc động. Những lúc bị kích thích hay nổi giận, những đường gân ở mặt ông nổi lên một cách đáng sợ, nhưng ông biết ân hận, nén giận và có thể tha thứ ngay cho kẻ thù bị ông hạ. Có nhiều người theo Kitô giáo sống ở Ả Rập, một số sống ở La Mecca, Mahomet kết thân với một trong những người này tên là Waraka Ibn Naufel, con chú con bác của Khadija, biết các thánh kinh của người Hebrew và người Kitô giáo. Mà thường tới Medin, nơi mà thân phụ ông đã qua đời, có lẽ ông đã gặp ở đó vài người Do Thái vì dân Medin đa số là Do Thái nhiều trang trong kinh Koran chứng tỏ rằng ông đã tán thưởng luân lý của người Kitô giáo, nhất thần giáo của người Do Thái, và thấy Kitô giáo cùng Do Thái giáo có uy tín mạnh ra sao nhờ thánh kinh mà người ta tin là lời khải thị của Thượng Đế. So với những tôn giáo đó, ông thấy sự sùng bái ngẫu tượng có tính cách đa thần, luân lý không nghiêm, chiến tranh thường xảy ra giữa các bộ lạc với nhau, tình trạng chia rẽ về chính trị của dân tộc Ả Rập có vẻ cổ lỗ, đáng xấu hổ. Ông cảm thấy cần phải có một tôn giáo mới một tôn giáo đoàn kết, hợp nhất tất cả các loạn đảng đó thành một quốc gia mạnh mẽ, một tôn giáo đem lại cho họ một luân lý không thấp kém dựa theo luật chém giết và trả thù của dân du mục Bedouin, mà cao thượng hơn, căn cứ vào những giới luật do thượng đế khải thị, do đó có được một sức mạnh chắc chắn. Nhiều người cũng có những ý nghĩ đó, vì có nhiều nhà, tiên tri, xuất hiện ở Ả Rập vào khoảng đầu thế kỷ thứ bảy nhiều người Ả Rập đã bị ảnh hưởng người Do Thái mà chờ đợi một vị chúa cứu thế. Một môn phái Ả Rập, môn phái Hanef, đã từ bỏ sùng bái ngẫu tượng ở đền Kaaba và thuyết giáo rằng có một vị thượng đế làm chủ vũ trụ, ai ai cũng sẵn lòng thờ phụng ngài. Cũng như mọi nhà thuyết giáo thành công khác, Mahomet đã biểu lộ được đúng nhu cầu cùng xu hướng đương thời, tạo cho những cái đó một tiếng nói và một hình thức riêng. Càng gần tới tuổi tứ tuần, ông càng suy tư về vấn đề tôn giáo. Trong tháng trai giới Ramadan, ông vô ở một cái hang, có khi cùng gia đình, tại chân núi Hira, cách La Mecca năm cây số, mấy ngày liền nhịn ăn, trầm tư và tụng niệm. Một đêm năm 610, một mình trong hang, ông thấy một linh giác, do đó mới thành lập Hồi giáo. Theo Mohammed Ibn Isaac, người chép tiểu sử kỹ nhất của ông thì việc xảy ra như sau, trong khi tôi ngủ, chân đắp một tấm phủ bằng gấm thêu trên đó có viết những chữ gì đó, thì Thánh Gabriel hiện ra, bảo, này đọc đi. Tôi đáp, con không biết đọc, ngài dùng tấm phủ chân đè tôi mạnh tên nỗi, tôi muốn nghẹt thở. Rồi ngài buông tôi ra, bảo, đọc đi, thế là tôi đọc lớn tiếng, sau cùng ngài bỏ đi. Rồi tôi tỉnh dậy, và những chữ đó như khắc trong tim tôi. Rồi tôi bước ra ngoài hang, đi tới nửa đường trong núi, và nghe thấy có tiếng ở trên trời bảo tôi, này Mahomet, con là sứ giả của Allah và ta là Gabriel đây. Tôi ngẩng lên nhìn, và thấy thánh Gabriel có thân hình con người chân trụm nhau ở bờ vòm trời. Ngài bảo tôi, này Mahomet, con là sứ giả của Allah và ta là Gabriel đây. Trở về nhà ông cho bà Khadija hay việc đó. Sử chép rằng bà tin rằng đó là lời khải thị của trời và khuyến khích ông tuyên bố sứ mạng của ông. Sau đó còn nhiều linh giác như vậy nữa. Thường thường, mỗi lần xảy ra là ông bị chứng động kinh, tè xuống đất hoặc ngất đi, chán ướt đẫm mồ hôi, ngay con lạc đà ông cưỡi cũng cảm thấy ông xúc động, nên nó thỉnh lình vùng vẫy. Mahomet sau này cho rằng tóc ông mau bạc vì những cơn như vậy. Người ta gạn hỏi ông sự khải thị xảy ra cách nào. Ông đáp cả bộ kinh Cô đã có sẵn trên trời và Thánh Gabriel cho ông biết từng đoạn một. Người ta lại hỏi ông làm sao ông nhớ hết được. Ông đáp rằng vì thiên sứ lập lại cho ông từng chữ. Những người ở bên cạnh ông trong khi xảy ra những khải thị đó không thấy cũng không nghe thấy vị thiên sứ. Những lần giật gân của ông có lẽ là do động kinh đôi khi phát ra những thanh âm mà ông bảo là giống tiếng chung cái đó thường xảy ra trong cơn động kinh. Nhưng ông không cắn lưỡi, mà sức cầm nắm của ông cũng không giảm như các người động kinh. Còn đời sống của ông không tỏ rằng trí óc ông suy nhược vì chứng động kinh, trái lại, tư tưởng của ông càng ngày càng sáng suốt. Lòng tin ở sứ mạng cùng quyền năng của ông càng ngày càng tăng cho tới hồi ông 60 tuổi. Các chứng cứ không cho phép ta kết luận một điều gì cả, dù sao thì chung cũng không bao giờ thuyết phục nổi một tín đồ Hồi giáo chính thống trong bốn năm sau mahomet càng ngày càng tuyên bố rõ ràng mình là vị tiên tri do allah giao cho sứ mạng dẫn dắt dân tộc ả rập dạy cho họ một luân lý mới tôn giáo nhất thần không thiếu gì trở ngại những tư tưởng mới chỉ được vui vẻ chấp nhận khi nào người ta thấy có một cái lợi vật chất tức thì mà mahomet lại sống trong một xã hội thương nhân hoài nghi kiếm ăn một phần nhờ các người hành hương lại la cơ để cúng vái vô số thần trong điện Kaaba. ba để thắng trở ngại đó ông hứa với các tín đồ rằng hễ theo ông thì khỏi bị dày xuống địa ngục mà được lên thiên đường sống một đời sung sướng. Ông mở rộng cửa để đón tiếp tất cả những ai muốn nghe ông dù là giàu nghèo hay thuộc hàng nô lệ, dù là Ả Rập, người theo Kitô giáo hay do Thái giáo, và tài hùng biện nồng nhiệt của ông lôi cuốn được một số người. Người đầu tiên cải giáo theo ông là bà vợ già của ông, người thứ nhì là Ali, em con chú con bác của ông, người thứ ba là gia nhân Z, vốn là nô lệ ông mua về rồi giải phóng ngay cho. Người thứ tư là một người bà con tên là Abu Bek, có địa vị cao trong bộ lạc Quraysh. Abu Bek thuyết phục được năm vị thủ lĩnh nữa ở La Mecca theo tôn giáo mới. Ông ta với năm người đó thành lục hữu, sáu người bạn của vị tiên tri, tức Mahomet và những hồi ký của họ về Mahomet sau này thành những truyền thuyết được tôn kính nhất của hồi giáo. Mahomet thường tới điện Kaaba, lại gần các người hành hương để thuyết giáo về một vị thần duy nhất. Các người Quraysh mới đầu mỉm cười kiên nhẫn nghe theo ông cho ông là điên khùng và bằng lòng quyên tiền nhau đưa ông lại một y sĩ để trị bệnh điên. Nhưng khi ông mặt sát sự sùng bái ngẫu tượng ở điện K3 thì họ nhất tề đứng lên bảo vệ lợi tức của họ và may được ông chú Abu Talib che chở cho chứ không thì Mahomet đã bị họ đánh đập rồi. Abu Talib không ưa gì tôn giáo mới của Mahomet nhưng ông vẫn giữ cổ tục trong bộ lạc nên phải bênh vực bất kỳ người nào trong bộ lạc. Vì ngại một cuộc đổ máu xảy ra, nên các người Koraisai không dùng bạo lực đối với Mahomet và bọn người tự do, nghĩa là không phải nô lệ, theo ông. Nhưng với bọn nô lệ cải giáo thì họ có thể dùng những biện pháp ngăn cản mà không sợ phạm luật lệ của bộ lạc. Nhiều kẻ bị giam, một số bị bêu dưới nắng hàng giờ, không được đội nón, không được uống nước. Abu Bek trong mấy năm đi buôn đã để giành được 40.000 đồng bạc, bây giờ bỏ ra 35.000 đồng để chuộc tự do cho những người nô lệ cải giáo và mahomet bảo rằng nếu bị ép buộc mà phản công thì đáng tha thứ do đó công việc thu nhận người cải giáo càng dễ dàng hơn thành thử bọn sai lung túng khó chịu vì lòng nhân từ của mahomet đối với nô lệ hơn là vì tín ngưỡng của ông bọn koraisai vẫn tiếp tục hành hạ các người cải giáo nghèo một cách tàn nhẫn khiến Mohammed cho phép và khuyên các người này di trú qua abyssinia ở đây họ được vua abyssinia theo kitô giáo tiếp đãi tử tế năm sau xảy ra một biến cố quan trọng đối với hồi giáo cũng gần ngang việc Thánh Pôn hồi xưa cải giáo để theo Kitô tô giáo. Oma Ibn al trước vẫn chống đối kịch liệt, bây giờ theo Mahomet. Con người đó cực kỳ lực lưỡng, có quyền hành lớn trong xã hội, tinh thần rất can đảm. Ông theo đạo mới, làm cho những tín đồ bị ngược đãi thêm lòng tin tưởng và nhiều người khác xin vô đạo. Họ không lén lút thờ phụng trong nhà nữa mà bạo dạn thuyết giáo ở ngoài phố. Những người thờ các thần ở điện Ka3 liên kết với nhau, tuyệt giao với thị tộc Hashimai vì thị tộc này vẫn tự cho là có bổn phận phải bênh vực Mahomet. Để tránh cuộc xung đột, nhiều người Hashimai, trong số đó có Mahomet, rút lui vào một khu vực quạnh hiu của La tại đó Abi Talib có thể che chở họ được, 615. Sự chia rẽ làm hai phe đó kéo dài hai năm, rồi một số người Quraysh bớt giận đi, mời các người Hashimai trở về nhà cũ và cam đoan không gây sự nữa. Nhóm người cải giáo mừng rỡ, nhưng qua năm 619, Mahomet gặp ba điều bất hạnh. Khadija, người chống đỡ trung thành nhất của ông, và Abu Talib, người che chở ông, đều mất. Thấy La Mecca không được yên ổn, lại thất vọng vì số tín đồ ở đó tăng chậm quá. Mahomet lại tiêu, 620, một thị trấn khá đẹp cách La Mecca 100 cây số về phía đông. Nhưng các nhà thủ lĩnh ở đó không muốn làm mất lòng giới quý tộc thương nhân ở La Mecca, mà dân chúng rất gây sợ mọi cải cách về tôn giáo nên là ó phản đối ông liệm đá vào ông, ống chân ông chảy máu. Trở về La ông cưới quả phụ đa và hỏi cưới nàng Aisha, ái nữ diễn lệ, nhiệt tình của Abu Bakr, lúc đó nàng mới 17 tuổi mà ông đã năm chục. Trong thời gian đó, ông vẫn thường thấy linh giác. Một đêm, ông có cảm giác được một phép màu nào chở ông tới Jerusalem trong giấc ngủ, ở đây có một con ngựa thần có co cánh, con Borak, đợi ông ở dưới chân tường than khóc của Đền Do Thái đã bị phá hủy. Ông nhảy lên lưng nó nó bay lên tới trời rồi trở xuống, và do một phép màu khác, sáng hôm sau, ông trở về bình an vô sự trên chiếc giường của ông ở La Mecca. Do chuyện bay lên trời đó mà Jerusalem thành thánh địa thứ ba của Hồi giáo. Năm 620, Mahomet thuyết giáo các thương nhân Medin lại hành hương ở Điện Kaaba Ba, họ hơi tán thành ông vì tiếp xúc với người Do Thái ở Medin, họ đã biết đạo nhất, thuyết thiên sứ và thuyết mạt nhật thẩm phán. Trở về Medin, họ kể lại cho bạn bè nghe nhiều người do thái thấy đạo của Mahomet không khác mấy đạo của họ, thử theo đạo của Mahomet xem sao, và năm 622, 73 người dân ở Medin, lấy tư cách cá nhân, lại thăm Mahomet, mời ông lại Medin. Ông hỏi họ có chịu trung thành bảo vệ ông như bảo vệ chính gia đình họ không, họ chịu và thề sẽ trung thành, nhưng hỏi ông nếu lỡ họ bị giết thì họ sẽ được phần thường gì. Ông đáp, được lên thiên đường, vào khoảng đó, Abu Sayyan, cháu nội của Umayyad, làm thủ lĩnh bộ lạc Quraysh ở La Mecca. Từ hồi nhỏ sống trong một gia đình căm thù tất cả các hậu duệ của Hasim, nên Abu Sayyan lại ngược đãi môn đồ của Mahomet. Chắc ông ta đã phong thanh rằng vị tiên tri, tức Mahomet, tính trốn qua Medin, mà khi có chút uy tín ở Medin rồi thì Mahomet sẽ xúi dân Medin gây chiến với La Mecca, chống lại sự thờ phục ở điện Kaaba. Ông bèn ra lệnh cho vài người Quraysh bắt giam, có thể là giết Mahomet. Có vài người cho hay trước, Mahomet cùng với Abu Bek trốn kịp vào hang tho các la Mecca khoảng một dặm. Bọn mật thám Koraisai lùng kiếm ông ba ngày mà không thấy. Thấy người con của Abu Bek dắt lạc đà lại hang và đương đêm Mahomet cùng với Abu Bek trốn lên phương Bắc, đi 400 cây số tới Medin ngày 24 tháng 9 năm 622. 200 môn đồ ở La Mecca đã cải trang làm người hành hương đi trước họ rồi, và cùng với những tân tín đồ ở Medin, đứng đợi ở cửa thành tiếp đón vị tiên tri. 17 năm sau. Viên Kalai Omar lấy ngày đầu năm Ả Rập đó, năm Mahomet trốn lại Medin, tức 16 tháng 7 năm 662, làm đầu kỳ nguyên Hồi giáo. 3. Mahomet ở Medin, 622 đến 630, thời đó thị trấn còn mang tên Yathrib, sau này mới đổi tên là Medinet Anabi, -an nghĩa là thị trấn của Đức Tiên Tri, nó nằm ở mép phía tây của cao nguyên ở giữa bán đảo Ả Rập. So với La Mecca, thì đây là một cõi lạc viên, khí hậu dễ chịu có hàng trăm khu vườn, bụi kè và trại ruộng. Khi Mahomet vào thị trấn, hết nhóm người này tới nhóm người khác gieo hò, xin Đức Tiên Tri ngừng lại đây. Ở đây với chúng tôi, người Ả Rập có tính hay năn nỉ, và một số nắm dây cương của lạc đà, giữ lại. Mahomet trả lời rất khéo, tùy ý con lạc đà muốn ngừng ở đâu thì ngừng. Xin bà con cứ để cho nó tự do tiến tới, thế là không ai ganh tị nhau nữa, mà chỗ ông ngừng lại sẽ được coi là do Thượng Đế định trước. Ngay tại chỗ con lạc đà ngừng lại, Mahomet cho cất một giáo đường và hai ngôi nhà phụ cận, một cho Sauda, một cho Asa, sau này hễ cưới thêm bà vợ nào, ông lại cất thêm một ngôi nhà nữa. Khi rời La ông đã cắt đứt nhiều liên lạc gia đình, bây giờ ông dán thay tình máu mù đó bằng tình đồng bào trong một quốc gia thần quyền. Để dẹp mối ganh tị lúc đó đã phát sinh giữa những tín đồ cũ ở La cùng tị nạn với ông, tức bọn Mohazirin và tín đồ mới ở Medin đã phù trợ ông, tức bọn Ansa ông bảo một người trong nhóm này kết tình huynh đệ với một người trong nhóm kia và ông mời cả hai nhóm đoàn kết trong một tình thiêng liêng cùng lại giáo đường thờ phụng thượng đế trong buổi lễ đầu tiên ở giáo đường ông la lớn a à la là đấng tối cao cả đám tín đồ hét lớn câu đó rồi lưng vẫn quay về phía tín đồ ông quỳ xuống khấu đầu cầu nguyện khi ở trên đàn xuống ông đi giật lùi tới chân bậc thang ông lại vừa tiếp tục cầu nguyện vừa khấu đầu ba lần quỳ như vậy là để tỏ mình quy phục a à la Ngài đã đặt tên cho tín ngưỡng mới này cái tên là Islam, có nghĩa là quy phục. Còn các tín đồ thì tên là Muslim hoặc Moslem, có nghĩa là những kẻ quy phục thượng đế. Rồi quay mặt về đám tín đồ, ông bảo họ phải vĩnh viễn giữ lễ nghi đó. Ngày nay các tín đồ hồi giáo vẫn giữ hình thức cầu nguyện đó, dù trong giáo đường hay ở giữa sa mạc, trong khi đi đường hay ở ngoại quốc, một nơi không có giáo đường cuối buổi lễ là một bài thuyết giáo cho hay một lời khải thị mới và dặn trong tuần lễ đó tín đồ phải theo những việc gì. Mahomet hồi ấy bắt đầu tạo luật lệ công quyền cho Medin, càng ngày ông càng phải để nhiều thì giờ suy tư về vấn đề tổ chức xã hội, luân lý, cư xử hàng ngày, cả vấn đề ngoại giao giữa các bộ lạc nữa. Cũng như bên do thái giáo, không có sự phân biệt giữa các việc thế tục và việc tôn giáo, việc nào cũng thuộc về quyền tài phán của giáo hội cả, Mahomet vừa là Caesar vừa là Kitô. Nhưng không phải mọi người dân ở Medin đều phục tùng ông. Đa số người Ả Rập, bọn ác ý, tỏ vẻ hoài nghi tôn giáo mới, cho rằng Mahomet đương diệt cổ tục và tự do của họ, lôi kéo họ vào chiến tranh. Đa số người Do Thái vẫn giữ tôn giáo riêng của họ và tiếp tục buôn bán với bọn Quraysh ở La Mecca. Mahomet lập một điều ước hòa hảo rất tế nhị với họ, người Do Thái nào quy phục cộng đồng chúng ta thì được che chở khỏi bị sĩ nhục, phiền nhiễu, họ cũng có quyền được chúng ta giúp đỡ như dân tộc của chúng ta. Họ, cùng với các người Hồi giáo họp thành một quốc gia phức hợp duy nhất. Họ được tự do theo tôn giáo của họ y như chúng ta. Họ sẽ hợp lực với chúng ta để chống đỡ Yathrib chiến đấu với kẻ thù. Mọi sự tranh chấp sau này giữa những kẻ chấp nhận hiến chương này sẽ do vị tiên tri, sứ giả của Thượng Đế, phán đoán quyết định. Chẳng bao lâu điều ước tất cả các bộ lạc do Thái ở Medin và các vùng lân cận chấp nhận, như bộ lạc Banu Hia, bộ lạc Banu Qurayza bộ lạc Banu Kainuka sự di cư của 200 gia đình từ La Mecca lại, làm cho Medin thiếu thực phẩm. Mahomet giải quyết vấn đề đó theo cách của những kẻ sắp chết đói, hễ thấy thức ăn ở đâu là chiếm. Ông sai bọn phụ tá đánh cướp các thương đoàn đi qua Medin, như vậy chỉ là theo cách, luân lý của hầu hết các bộ lạc Ả Rập đương thời. Khi cướp bóc được gì thì 4 phần 5 chia cho kẻ có công, 1 phần 5 ông giữ để chi dùng vào việc tôn giáo và từ thiện, kẻ ông phái đi cướp bóc mà từ trận thì người vợ hóa được lĩnh phần còn chính kẻ đó được lên thiên đường liền. Được khuyến khích như vậy, sự cướp bóc tăng lên rất mạnh, bọn thương nhân ở La Mecca không được làm ăn yên ổn, tìm cách trả thù. Một cuộc tập kích làm cho cả Medin lẫn La Mecca phẫn nộ vì làm thiệt mạng một người mà lại xảy ra nhầm ngày cuối cùng của tháng Rajab, một trong những tháng thiêng liêng mà luân lý Ả Rập cấm ngặt mọi sự tàn bạo. Năm 623 Mahomet đích thân tổ chức một bọn 300 người có vũ khí để tập kích một thương đoàn có nhiều hàng hóa đi từ Syri tới La Mecca. Abu Sulian chỉ huy thương đoàn đó được người báo cho hai bèn đổi đường và xin La Mecca tiếp viện. 900 người tới cứu, hai bên gặp nhau ở Ubieder, bốn chục cây số ở phía nam Medin. Nếu lần ấy Mahomet bại trận thì tiền đồ của ông có thể chấm dứt ở đó rồi. Ông đích thân chỉ huy và chiến thắng, cho rằng đó là phép màu của Allah xác nhận uy quyền của ông ông trở về Medin với vô số chiến lợi phẩm và một đám đông tù binh, tháng riêng 624. Những tù binh nào trước kia ngược đãi tín đồ của ông đều bị ông xử tử, còn những người khác được thả sau khi chụp mạc bằng một số tiền lớn. Nhưng Abu Sulian lần đó sống sót và hứa sẽ phục thù, còn tôi, nếu chưa đi đánh Mahomet thì tôi sẽ không nhúng vào dầu và lại gần vợ tôi. Nhờ thắng trận đó mà mạnh lên, Mahomet áp dụng ngay thứ luân lý thông thường của chiến tranh. Asra, một nữ tu sĩ ở Medin, làm thơ công kích ông, một tín đồ Hồi giáo ngủ tên là Omeyer, lẻn vào phòng nàng vì căn hận đâm nàng mạnh tới nỗi lưỡi gươm xuyên qua ngực nàng, cắm ngập xuống giường. Sáng hôm sau, trong giáo đường, Mahomet hỏi Omeyer, mày đã giết Asma, dạ, như vậy có bị bắt giam không? Không, quan trọng gì cái đó? Ở Pháp, một ông lão đã trăm tuổi, cải giáo theo đạo Do Thái, là một bài thơ phúng thích Mahomet nên bị cứa cổ trong khi ngủ ngoài sân. Một thi sĩ nữa ở Medin, Kabibn Anasarab, mẹ là người Do Thái, bỏ Hồi giáo khi Mahomet chống lại người Do Thái. Ông ta làm thơ hô hào các người Quraysh phục thù và gửi về ve vãn các phụ nữ Hồi giáo làm cho bọn đàn ông Hồi giáo nổi gióa. Mahomet hỏi, ai thủ tiêu thằng đó cho ta nào? Ngay buổi tối hôm ấy, người ta đem dâng Mahomet thủ cấp của thi sĩ đó. Các người Hồi giáo cho các cuộc xử tử đó để chống sự phản đạo là chính đáng. Mahomet là một quốc trưởng thì có đủ quyền để buộc tội các người do thái ở medin mới đầu thấy tôn giáo đó rất giống tôn giáo của mình bây giờ không thích nó nữa vì nó hung hăng hiếu chiến họ mỉa mai cách mahomet giải thích thánh kinh và thái độ của mahomet tự cho mình là chúa cứu thế mà các vị tiên tri của do thái đã nói tới mahomet trả đũa lại bảo allah đã khải thị cho ông rằng bọn do thái đã sửa đổi thánh kinh giết các vị tiên tri và bài xích chúa cứu thế mới đầu ông lựa jerusalem làm kibla tức điểm mà các tín đồ Hồi giáo phải hướng về đó trong lúc cầu nguyện. Năm 634, ông quyết định lấy La Mecca và Điện Ca 3 làm kiếp la. Người do thái tô cáo ông là trở về sự tôn sùng ngẫu tượng. Cũng vào khoảng đó, một thiếu nữ Hồi giáo đi chơi chợ của bộ lạc do thái Banu Kainuka ở Medin. Trong khi nàng ngồi trong một tiệm thợ bạc, một người do thái tinh nghịch ghim ở phía sau chiếc váy của nàng vào lưng chiếc áo che thân trên. Khi nàng đứng dậy, thấy hở hang, xấu hổ quá, hét lên một người Hồi giáo giết tên Do Thái đó, và bị anh em tên này giết lại để trả thù. Mahomet bảo tín đồ phong tỏa khu của bộ lạc Do Thái Banu Kainuka luôn 15 ngày, họ xin đầu hàng, hết thảy là 700 người, và ông bắt họ phải rồi Medin mà không được mang theo một chút của cải. Abu Sayyan đã giữ đúng lời nguyện tiết dục, đợi một năm rồi đem quân tấn công Mahomet. Đầu năm 625 ông dẫn một đạo quân 3.000 người lại núi Orot cách Medin 5 cây số về phía bắc. 15 phụ nữ, trong đó có cả mấy bà vợ của Abu Sulian đi theo quân đội, hát những điệu man dở, bi ai, căm thù để kích thích chiến sĩ. Mahomet thu thập được một ngàn quân, quân Hồi giáo bại tẩu, Mahomet chiến đấu anh dũng, bị nhiều vết thương, gần mê man, được quân sĩ khiêng ra khỏi chiến trường. Hai, người vợ cả của Abu Sulian, vì mối thù cha, chú và anh đều bị giết ở Bider trước kia, ăn gan ham gia kẻ đã giết thân phụ của bà, và lần này từ trận, rồi xẻo ra và lột móng chân của hắn làm những chiếc vòng đeo vào chỗ chân, cổ tay. Tin rằng Mahomet đã chết rồi, Abu Sulian khải hoàn về La Mecca. Sáu tháng sau, gần bình phục, Mahomet tấn công bộ lạc do Thái Banu vì đã giúp bọn Koraisai âm mưu để giết ông. Sau ba tháng bị bao vây, họ được ông cho di cư và mỗi gia đình chỉ được mang theo những vật mà sức một con lạc đà có thể chờ nổi. Mahomet chiếm một vài vườn trà là tươi tốt của họ để nuôi vợ con còn bao nhiêu chia cho những tín đồ cùng tị nạn với ông thời trước. Ông cho rằng, vì chiến đấu với Lamecker, ông có quyền đuổi đi xa những nhóm người cửu địch với ông, không cho họ ở ngay bên hông ông. Năm 626, Abu Sulian và bộ lạc Quraysh lại tấn công nữa, lần này với 10.000 quân và được bộ lạc do Thái Banu Qurayza giúp về quân Nhu. Không đủ sức chiến đấu với đạo quân hùng hậu đó, mà Hồ cho đào một cái hảo chung quanh Medin để bảo vệ thị trấn quân Koraisai bao vây 20 ngày, rồi chán nản vì mưa gió, trở về La Mecca. Tức thì Mahomet đem ba ngàn quân tấn công bọn do Thái Banu Koraisa. Bọn này phải đầu hàng, ông cho họ lựa chọn, hoặc theo Hồi giáo, hoặc bị giết. Họ thà chết chứ không chịu cải giáo. Thế là sáu 600 chiến sĩ Banu Koraisa bị đâm chém mà chôn ở trước chợ Medin, còn đàn bà và trẻ con thì thành nô lệ. Lần lần vị tiên tri thành một nhà cầm quân giỏi, trong 10 năm ở Medin ông lập kế hoạch cho 65 trận chiến đấu và tập kích, và ông đích thân chỉ huy 27 trận. Nhưng ông cũng là một nhà ngoại giao và biết khi nào nên tiếp tục chiến đấu bằng những phương tiện hòa bình. Cũng như bọn, tị nạn, ông muốn về thăm quê hương, gia đình ở La Metcơ, Cũng như cả bọn, tị nạn, lẫn bọn, phù trợ, ông muốn về thăm điện Ca Ba mà hồi trẻ ông lại đó lễ bái. Các sứ đồ đầu tiên coi Kitô giáo là một sự cải cách do Thái giáo, thì các tín đồ Hồi giáo cũng vậy, cho Hồi giáo là sự biến đổi phát triển các lễ nghi cổ của La Mecca. Vì vậy, Mahomet đề nghị hòa giải với bộ lạc Quraysh, bảo đảm không đánh các thương đoàn của họ, đáp lại họ phải cho phép các tín đồ của ông mỗi năm hành hương một lần ở La Mecca. Bộ lạc Quraysh đáp rằng muốn vậy thì phải có một năm hòa bình trước đã rồi sau tín đồ Hồi giáo mới được hành hương. Ông chịu nhận, làm cho nhiều tín đồ bất mãn, hai bên ký điều ước hiếu chiến trong 10 năm, Mahomet muốn an ủi bọn tín đồ ham cướp bóc, tàn phá đem quân tấn công bọn Do Thái khai ba tại đất di si dân của họ cách Medin 6 ngày đường về phía Bắc. Bọn Do Thái tận lực chống cử, 93 người tử trận, rốt cuộc họ phải đầu hàng. Mahomet cho họ ở lại cầy cấy, nhưng phải nộp cho ông tất cả cuộc cải hiện có và một nửa mùa màng sau này. Những người sống sót đều được tha chết, chỉ trừ Kinyana, viên thủ lĩnh và một người anh hay em con chú con bác là bị chặt đầu vì đã giấu một phần cua cải. Còn nàng Safiya, một thiếu nữ do thái 17 tuổi, vị hôn thê của Kinyana, thì Mahomet bắt về làm thiếp. Năm 629, hai ngàn người theo Hồi giáo ở Medin vô cơ một cách ôn hòa, không gây hấn, bọn Quraysai, để tránh mọi sự xung đột, rút vào trong núi. Mahomet và đệ tử đi chung quanh điện k ba bảy lần, ông cầm đầu cây trượng kính cẩn chạm nhẹ vào phiến đá đen và bảo tín đồ la lớn, ngoài Allah ra không còn vị thần nào khác. Dân chúng La Mecca rất cảm kích khi thấy bọn vong mệnh đó có kỷ luật, biết sùng kính và ái quốc. Nhiều người Sai có quyền thi thấy vậy bèn theo Hồi giáo, như Khalid và Amir. Sau thành tướng lĩnh của Mahomet, vài bộ lạc ở miền phụ cận, trong sa mạc, xin theo tôn giáo mới nếu được quân đội của Mahomet che chở. Trở về Medin, Mahomet cho rằng bây giờ đủ mạnh, có thể dùng vũ lực chiếm La Mecca được. Cuộc hưu, cuộc hưu chiến ước định với nhau là 10 năm, lúc đó mới được 2 năm nhưng Mahomet tả khẩu rằng một bộ lạc đồng minh với Quraysh đã tấn công một bộ lạc Hồi giáo, và lấy cơ đó để chấm dứt hưu chiến. 630. Ông tập hợp 10.000 người tiến thẳng về La Mecca. Abu Sulian thấy lực lượng của Mahomet hùng hậu quá, không dám kháng cự, để mặc ông vào thành. Mahomet khoan hồng tha tội cho tất cả kẻ thù trừ vài ba người. Ông đạp phá các tượng thần ở chung quanh và trong điện Kaaba, nhưng để nguyên phiến đá đen, và hôn nó nữa. Ông tuyên bố rằng La -e là thánh địa của tôn giáo. Kẻ nào không theo Hồi giáo thì không bao giờ được phép dẫm chân lên đất thiêng đó. Bộ lạc Quraysh bỏ mọi ý định chống đối trực tiếp, và nhà thiết giáo 18 năm về trước bị làm nhục, phải trốn khỏi La -e bây giờ hiên ngang một cõi. 4. Mahomet Đại Thắng 630 đến 632, hai năm cuối cùng của ông ở Medin nhiều nhất là những năm thắng lợi liên tiếp. Sau vài cuộc nổi loạn nho nhỏ, toàn thể bán đảo Ả Rập phục tùng ông và theo Hồi giáo. Thi hào bậc nhất thời đó, Cap Ibn Zuhe, trước kia là một bài thơ công kích ông, bây giờ đích thân lại Medin, yết kiến Mahomet, tuyên bố cải giáo, được Mahomet tha tội, và là một bài thơ rất hùng hồn đề cao ông, được ông ban cho một chiếc áo choàng. Tín đồ kỳ tô giáo nào ở Ả Rập chịu nộp cho ông một thuế cống nhỏ thì được ông che chờ và được tự do tín ngưỡng, nhưng không được cho vay lấy lời tương truyền ông phái sứ giả lại triều đình vua Hy Lạp, vua Ba Tư và các vua Hy và Gahatesan, yêu cầu các vua đó theo Hồi giáo, không ai trả lời ông cả. Ông thản nhiên như một chiếc nhân nhìn bươn và Ba Tư chém giết, tàn phá nhau, nhưng hình như ông không có ý mở rộng uy quyền ra ngoài cõi Ả Rập. Suốt ngày ông bận rộn về việc cai trị, ông để hết tâm trí để xem xét kỹ lưỡng các chi tiết về luật pháp, tư pháp, về tổ chức tôn giáo, dân sự và quân sự một trong những biện pháp ít tốt đẹp nhất của ông là việc sửa lại lịch. Cho tới thời đó, người Ả Rập cũng như người Do Thái dùng âm lịch, mỗi năm 12 tháng và cứ 3 năm lại thêm một tháng nguyện để hợp với dương lịch. Mahomet sửa lại, năm nào cũng gồm 12 tháng âm lịch, không có năm nguyện nữa, và cứ một tháng 30 ngày lại tiếp một tháng 29 ngày, do đó lịch Hồi giáo mất hết liên lạc với bốn mùa, và so với dương lịch cứ 32 năm rưỡi lại rôi ra một năm. Ông không phải là một nhà lập pháp có tinh thần khoa học, không lập được một bộ luật nào, không có một hệ thống nào cả, cứ tùy việc, tùy hoàn cảnh mà ký sắc lệnh, khi xảy ra những điều mâu thuẫn thì ông lại dùng những thiên khải mới để thẳng tay xóa bỏ những thiên khải cũ. Cả những huấn giới tầm thường nhất mà ông cũng bảo là lời của Allah, vì phải thích ứng phương pháp cao xa đó và những việc thường trong xã hội, nên lời văn của ông không hùng hồn, thi vị như trước nữa, nhưng có lẽ ông cảm thấy rằng như vậy không thiệt thòi gì vì luật pháp ông ban hành được mang cái dấu ấn trang nghiêm của thượng đế. Đồng thời ông lại khiêm tốn rất mực, nhiều lần ông tự thú rằng mình rốt nát, ông chỉ muốn người ta coi ông là một người thường có thể lầm lẫn như ai, không tự nhận có tài biết trước tương lai, hoặc làm được phép mầu. Nhưng ông vẫn ham cỏi tục quá, nên dùng phương pháp thiên khải vào những cứu cánh cực kỳ pham tục, chẳng hạn ông bảo Ala đã phát một thông điệp đặc biệt cho phép ông cưới một thiếu phụ diễm lệ, vợ của Gia Ít, con nuôi của ông người phương Tây vẫn chế nhạo và ghen tị với ông vì ông có tới 10 bà vợ và hai nàng hầu. Chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng nòi giống xe mai, thời thượng cổ và đầu thời trung cổ, đàn ông có tử suất cao hơn đàn bà nhiều, nên họ cho chế độ đa thê là một nhu cầu về sinh lý, gần như một bổn phận luân lý nữa. Mà chấp nhận chế độ đa thê, không thắc mắc gì cả, ông cưới nhiều vợ mà lương tâm vẫn trong sạch, không phải là vì dâm đãng một cách bệnh hoạn. Theo một truyền thuyết không được chắc chắn thì xa có lần nghe ông bảo rằng có ba vưu vật trên đời là đàn bà, hương thơm và cầu nguyện. Có vài lần ông vì lòng tốt mà cưới những quả phụ nghèo của môn đệ hoặc bản thân. Chẳng hạn trường hợp nàng Hapsa, con gái của Oma, lại có những cuộc hôn nhân vì ngoại giao. Như trường hợp Hapsa để Oma trung thành với ông và trường hợp người con gái của Abu Sulian để kẻ thù đứng về phe mình. Có lần ông cưới thêm vợ vì đã bao lâu mong có một người con trai mà không được. Tất cả các bà vợ sau bà Khadija đều không sinh được người con nào hết, vì vậy mà nhiều người chế nhạo ông. Bà Khadija sinh cho ông được mấy người con mà chỉ có mỗi cô Fatima là nuôi được. Vua nước Abyssinia tặng ông một thiếu nữ nô lệ Ai Cập, nàng Mary, nàng sinh được một đứa con trai đặt tên là Ibrahim, điều đó làm cho ông rất vui trong năm cuối của đời ông, nhưng rồi Ibrahim chết hồi 15 tháng. Bọn vợ lớn, vợ nhỏ và nàng hầu của ông ghen ghét gây lộn nhau và xin tiền ông hoài. Ông không được yên thân. Ông không chiều những đòi hỏi vô lý của họ, nhưng hứa cho họ lên thiên đường, và trong một thời gian, ông nghiêm chỉnh mỗi đêm vào phòng một bà, thay phiên nhau cho công bằng, vị chúa tể bán đảo Ả Rập đó mà không có được một ngôi nhà riêng. Nàng A-te-ta mỹ miều, duyên dáng và lanh lợi, được ông quý nhất. Ông ân cần với nàng cả những khi không phải phiên của nàng, làm cho các bà khác nổi tam bành lên, ông lại phải dùng phương pháp thiên khải để giải quyết vụ rắc rối đó, Ala à bảo ông con muốn người vợ nào hầu hạ con thì con cứ kêu nó lại, con muốn tiếp đứa nào thì tiếp, đã ghét bỏ đứa nào rồi mà muốn tiếp lại nó thì tùy ý, không có tội gì đối với con đâu. Như vậy con dễ an ủi họ hơn, họ không nên dên dĩ nữa, mà nên thỏa mãn về phần con ban cho họ. Ông chỉ có hai cái vui, đàn bà và cầm quyền, ngoài ra ông thật là người giản dị, tự nhiên. Những căn nhà trước sau ông ở đều là những cái tròi vuông xây bằng gạch không nung, mỗi chiều khoảng 4 năm thước, lập bằng lá kè cửa treo một tấm màn bằng lông dê hoặc lông lạc đà trên một tấm nệm vài chiếc gối liệm bậy lên nệm đồ đạc ngoài ra không còn gì cả người ta thường thấy ông ngồi vá áo vá giày, trộm lửa quét sàn vắt sửa con dê nuôi trong sân hoặc đi chợ mua thức ăn ông ăn bốc cuối bữa liếm thật kỹ mấy ngón tay món chính là trái vải và bánh làm bằng lúa mạch lâu lâu ăn một bữa sang thì mới có sữa và mật ông cấm tín đồ uống rượu và giữ đúng được giới luật đó ông lễ độ với người có chức tước niềm nở với người nghèo nghiêm nghị với bọn tự phụ khoan hồng với tôi tớ tốt bụng với mọi người trừ với kẻ địch đó các bạn thân và môn đồ của ông nhận định ông như vậy ông đi thăm các bệnh nhân trên đường gặp đám ma nào cũng nhập vào bọn đưa ma triều đình ông không có gì tráng lệ uy nghi ông không nhận được hình thức cung kính đặc biệt nào cả một người nô lệ mời ông ăn ông cũng vui vẻ tới việc gì ông có đủ thì giờ và sức mạnh để làm thì không bao giờ sai nô lệ làm Mặc dù có nhiều lợi tức và chiến lợi phẩm, ông tiêu rất ít cho vợ con, tiêu riêng cho ông còn ít hơn nữa, nhưng tiêu rất nhiều vào các công việc từ thiện. Nhưng như mọi người, ông có tật phù phiếm, bỏ ra rất nhiều giờ để săn sóc bề ngoài sức dầu thơm, tô mí mắt, nhuộm tóc và đeo một chiếc nhẫn chạm hàng chữ, Mahomet, sứ giả của Allah, có lẽ để đóng ấn vào các giấy tờ. Giọng ông du dương, có sức thôi miên, ngũ quan của ông dễ bị kích thích tới mức đau đớn, ông không chịu được xu khí những âm thanh chói tai hoặc những lời ồn ào. Ông dạy môn đệ đi phải ung dung, nói phải nhỏ nhẹ. Thứ tiếng khó nghe nhất là tiếng con lừa. Ông nóng tính, yêu tư, chẳng có gì cũng sầu muộn rồi thình lình lại vui vẻ liền, nói không ngớt. Ông có ấp và phúng tế nhỉ? Abu Hoer hãy thăm ông hoài, làm mất thì giờ của ông. Ông bảo này Abu Hoer, cứ hai ngày thì một ngày lại thăm tôi, như vậy lòng tôi mến anh sẽ tăng lên ông là một chiến sĩ thủ đoạn và một phán quan công bằng ông có thể tàn nhẫn âm hiểm nhưng những hành vi khoan hồng của ông nhiều vô số kể ông diệt được nhiều thói mê tín dị đoan chẳng hạn thói chọc đuôi mắt một số trong bầy gia súc để tránh ví dưỡng hoặc cột con lạc đà của người chết ở bên mộ người đó bạn thân của ông sùng bái ông như một vị thần tiến đổ đồ vét đờm dãi lượm những sợi tóc cắt của ông hoặc chưa những nước ông đã rửa tay để dành làm thuốc trị bệnh có nhiều vợ và phải ra trận thường nên sức khỏe, sinh lực của ông bắt đầu suy. Ông cho rằng tại năm trước, bọn do thái khai ba đã cho ông một thứ thịt có tẩm độc, từ đó ông thường lên cơn sốt, có nhiều lúc kỳ dị. Ai ra về chuyện rằng đương đêm ông lén ra khỏi nhà, lại một nghĩa địa xin lỗi các người chết, lớn tiếng cầu nguyện cho họ và bảo họ chết như vậy mà sướng. Bây giờ 60 tuổi, những cơn sốt ngày càng làm cho ông kiệt lực. Một đêm ai xa kêu nhức đầu, ông cũng vậy. Ông hỏi đùa nàng có muốn chết trước ông không để được vị thiên sứ của a la chôn cho. Có thói châm chọc, nàng đáp rằng nàng chẳng dại, để ông đưa ma nàng xong rồi về cưới ngay một cô trẻ măng để thay nàng ư. Ông sốt luôn 14 ngày rồi chết, ba ngày trước khi mất, ông ra khỏi giường, lại giáo đường, coi Abu Bek làm lễ cầu nguyện thay ông. Trong buổi lễ ông khiêm cung ngồi bên cạnh Abu Bek, ngày mùng 7 tháng 6 năm 632, ông hấp hối rất lâu rồi tắt thở, đầu gối lên ngực nàng Aisha nếu chúng ta xét vĩ nhân tùy theo ảnh hưởng của họ thì ông là vĩ nhân bậc nhất trong lịch sử ông dán nâng cao trình độ tinh thần và luân lý của một dân tộc bị khí hậu nóng nực và đất đai khô cằn trong sa mạc làm cho con người dã man và ông thành công hơn tất cả các nhà cải cách khác rất ít ai thực hiện được hoài bão của mình một cách đầy đủ như vậy ông dùng tôn giáo để đạt mục tiêu đó một phần vì chính ông có tinh thần tôn giáo một phần nữa vì không có cách nào khác để cảm hóa người ả rập đương thời ông kích thích trí tưởng tượng của họ niềm lo sợ và hy vọng của họ dùng những lời lẽ bình dị để họ hiểu được hồi ông mới bắt đầu thực hiện hoài bão bán đảo ả rập còn là một miền sa mạc xác sơ gồm những bộ lạc thờ ngẫu tượng khi ông mất thì nó thành một quốc gia ông đàn áp thói cuồng tín dị đoan nhưng ông lại lợi dụng nó ông dùng do thái giáo và bái hỏa giáo và tín ngưỡng nguyên thủy của ông để dựng nên một tôn giáo giản dị sáng sủa mạnh mẽ và một nền luân lý trọng đức anh dũng bất khuất hãnh diện vì nòi giống của mình và nhờ tôn giáo đó, dân tộc Ả Rập chỉ trong một thế hệ thắng được cả trăm trận, trong một thế kỷ chiếm được một đế quốc, hiện nay vẫn còn là một sức mạnh trên nửa thế giới. Chương 2, Lưỡi gươm Hồi giáo, 632 đến 1058, 1, các người nối nghiệp, 632 đến 660, Mahomet không chỉ định một người nào để nối nghiệp cả, nhưng ông đã lựa Abu Bakr, 573 đến 634, để điều khiển các buổi cầu nguyện ở Thánh thất Medin và sau vài cuộc lộn xộn, tranh giành, các thủ lĩnh Hồi giáo quyết định lựa Abu Bakr làm vị calai đầu tiên của họ. Tiếng Khalifat có nghĩa là đại diện, mới đầu chỉ là một tên để gọi chứ không phải là một chức vị, chức vị chính thức là Amir er al-Mu'minin, đạo trường. Ali, em thúc bá và là con rể của Mahomet thất vọng vì không được chọn, trong 6 tháng không chịu tuân lệnh. Abbas, chú của Ali và Mahomet cũng oán hận, do sự bất hòa đó mà phát sinh ra khoảng một chục chiến tranh ra triều đại Abbasai và một sự chia rẽ giáo phái hiện nay còn làm xáo động thế giới Hồi giáo. Hồi đó Abu mươi 59 tuổi, nhỏ con, mảnh khảnh mà mạnh, tóc thưa, dâu trắng nhuộm đỏ, tính tình giản đi, điều độ, đại lượng nhưng cương quyết, ông đích thân lo việc hành chính, tư pháp, sự kiện, không xong thì không chịu nghỉ ngơi, ông làm việc không lĩnh lương, tới khi dân chúng buộc ông lĩnh ông mới lĩnh, nhưng rồi lại lập di trúc trả vào quốc khố tất cả số lương ông đã lĩnh được các bộ lạc Ả Rập cho sự khiêm tốn là một sự nhu nhược, thiếu nghị lực, họ miễn cưỡng theo Hồi giáo, không thâm tín, cho nên chẳng bao lâu quên đạo đó đi và không nộp những thuế mà Mahomet đã bắt họ phải chịu nữa. Abu Bek đòi gắt, họ bèn kéo quân tấn công Medin. Chỉ trong một đêm Abu Bek thành lập xong một đạo quân, trước hừng đông ra ngoài thành tấn công bọn phiến loạn, chúng bại tổ 632. Khalid Ibn al-Walid, viên tướng Ả Rập giỏi nhất, tàn bạo nhất, được lệnh dẹp các bộ lạc bướng bỉnh, bắt họ phải theo Hồi giáo, phải ăn năn và nộp cống. Có thể sự chia rẽ nội bộ đó là một trong nhiều hoàn cảnh thúc đẩy người Ả Rập xăm chiếm Tây Á. Khi Abu Bakr lên cầm quyền, không một thủ lĩnh Hồi giáo nào có cái ý khuếch trương đất đai như vậy. Một bộ lạc Ả Rập ở Syria cự tuyệt Kitô Tô giáo và bườn, chống cự các đạo quân của đế quốc bườn và cầu viện với Hồi giáo. Abu Bakr gửi quân tới tăng viện và khuyến khích tinh thần chống bươn ở Ả Rập có lẽ nhờ chống với ngoại nhân mà Ả Rập hóa ra đoàn kết, thống nhất. Dân chúng Ả Rập ở phía Bắc, vì đói và quen với trận mạc, đầu quân rất đông trong những chiến tranh bề ngoài có vẻ hạn chế đó, và bọn người hoài nghi ở sa mạc đó hăng say hy sinh tính mạng cho Hồi giáo mà chính họ không hay. Sự bành trướng của Ả Rập có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân kinh tế, chính quyền suy nhược trong thế kỷ trước khi Mohammed ra đời, do đó mà hệ thống dẫn thủy nhập điên của Ả Rập bị hủy hoại, đất đai sản xuất rất ít mà dân số thì tăng lên cho nên các đạo quân ả rập hăng hái chiếm các khu đất trồng trọt được nguyên nhân chính trị bư ẩn và ba tư chiến đấu với nhau tàn phá lẫn nhau mà kiệt lực suy tàn gợi lòng tham của ả rập thuế má tăng lên chính quyền bư ẩn và ba tư suy yếu không bảo vệ được dân chúng sự giống nhau về chủng tộc cũng là một nguyên nhân nữa xứ syri và xứ Mesopotamia có nhiều bộ lạc ả rập sẵn sàng thừa nhận luật pháp rồi tin ngưỡng của các đạo quân ả rập xâm lăng lại thêm nguyên nhân tôn giáo bư ẩn đàn áp các người theo phái, kỳ tô nhất tính, phái cảnh giáo và các do phái khác làm cho một thiểu số khá đông dân chúng Syri và Ai Cập, với một số lính đồn thú sinh ra bất bình. Cuộc xâm lăng càng tiến thì nguyên nhân tôn giáo càng hóa mạnh, các thủ lĩnh Hồi giáo đều là môn đồ nhiệt thành của Mahomet, lúc đó cầu nguyện nhiều hơn là ra trận, và đồng thời tiêm cho binh sĩ một lòng cuồng tín, coi sự chết trong các cuộc thánh chiến là một cách để lên thiên đường luân lý kỳ tô giáo và chế độ tăng viện đã làm suy giảm tinh thần hiếu chiến ở miền cận đông mà trái lại phong tục ả rập cùng lời giáo huấn của mahomet lại đề cao tinh thần đó quân đội ả rập có tinh thần kỷ luật hơn tướng lĩnh chỉ huy giỏi hơn họ có thể nhịn đói mà chiến đấu và họ phải thắng thì mới khỏi chết đói nhưng quân đội ả rập không phải là dã man abu bek trong một tuyên ngôn đã khuyên họ sĩ tốt phải công bằng phải can đảm thả chết chứ không chịu lùi phải khoan dung đừng giết người già, đàn bà và trẻ con. Đừng phá hoại các cây ăn trái, mùa màng và gia súc. Phải giữ lời, cả với kẻ thù, đừng ức hiếp các nhà tu hành sống ẩn giật, nhưng phải bắt buộc các dân tộc khác theo Hồi giáo hoặc phải nộp cống cho ta, nếu họ không chịu thì giết. Vậy kẻ thù không nhất thiết bị giết nếu không theo Hồi giáo, mà có thể nộp cống để chuộc mạng. Sau cùng còn nguyên nhân võ bị nữa, khi đạo quân tăng lên, gồm những lính đói khát hoặc tham lam thì tự nhiên xảy ra vấn đề phải chiếm thêm đất để nuôi họ, trả lương cho họ, thành thử đã tiến rồi thì phải tiến nữa, thắng một trận thì phải thắng thêm một trận nữa, cho tới khi cuộc xâm lăng của Ả Rập mau hơn các cuộc xâm lăng của La Mã hồi trước và lâu dài hơn các cuộc xâm lăng của Mông Cổ sau này, thành một trong những vũ công lạ lùng nhất trong lịch sử. Đầu năm 633, Khalid đã bình định xong bán đảo Ả Rập rồi, được một bộ lạc ở miền biên cương mời họp để cấp phá một bộ lạc khác ở Iraq phía bên kia biên giới. Khalid và 500 sĩ tốt của ông, ở không thì ngứa ngáy không chịu được, nên nhận ngay lời mời đó và liên lạc với 2.500 du mục, xâm chiếm Ba Tư. Chúng ta không biết Abu Bek có cho phép họ mạo hiểm như vậy không, nhưng cứ xét bề ngoài thì ông thản nhiên nhận kết quả của cuộc viễn trinh đó. Khalid chiến được Hira, gửi về cho Abu Bek khá nhiều chiến lợi phẩm khiến ông phải thốt lên lời được lưu truyền này, sinh được một người con trai như Khalid chắc phải kiệt sức. Sẽ không có một Khalid nữa đâu, bây giờ bọn xâm lăng nghĩ tới việc bắt cóc phụ nữ. Khi bao vây thành Imers, một viên chỉ huy Ả Rập còn trẻ tà vẻ kiều diễm của một thiếu nữ Syri để kích động lòng hăng say chiến đấu của sĩ tốt. Khi Hiya đầu hàng, Khalid buộc bên địch phải giao người đàn bà tên là Kema cho một tên lính Ả Rập vì tên này đòi cho được. Viện lẽ rằng Mahomet đã hứa như vậy. Gia đình Kema than khóc, nhưng nàng cứ thản nhiên bảo, thằng ngốc đó đã thấy tôi khi tôi còn trẻ nó quên rằng vẻ thanh xuân đâu có còn hoài. Tên lính nọ thấy mặt nàng, nhận lời là đúng, và thả nàng ra sau khi nhận một số tiền chuộc nhỏ. Chưa kịp hưởng cái vui thắng lợi ở Hira thì Khalid nhận lệnh của Abu Bakr phải tới cứu viện một đám quân Ả Rập bị một đạo quân Hy Lạp Đông gấp bội tấn công, mà lâm nghi ở gần Damas. Từ Hira tới Damas, phải đi 5 ngày đường trong sa mạc không gặp một dòng nước. Khalid gom đàn lạc đà lại, cho chúng thật nhiều nước, dọc đường quân lính giết những con vật đó lấy nước trong bụng chúng để uống và vắt sữa ở vú chúng để nuôi ngựa. Khi đoàn quân ông gặp đạo quân lớn của Ả Rập ở Yamuk cách Damas trăm cây số về phía nam thì quân nhu không còn gì cả. Sử gia hơn chép rằng 4 vạn hay hai vạn rưỡi, quân Ả Rập đánh bại 24 vạn hay 5 vạn. Quân Hy Lạp trong một trận quyết định của lịch sử 634. Hoàng đế Heraclius đã đem vận mạng của cả Syri phó cho trận đó. Ông thua và Syri thành cơ sở của đế quốc Hồi giáo mỗi ngày một bành trướng trong khi Khalid đương giao chiến thì xử ra ở triều đình báo tin Abu Bek mất, 634, và vị Kalai kế vị, Oma ra lệnh cho ông giao quyền chỉ huy cho Abu Ubaida, Khalid giấu sắc lệnh đó cho tới khi chiến thắng được quân Hy Lạp. Oma Oma Abu Hafsa Ibn al khattab đã làm viên cố vấn và phụ tá quan trọng nhất của Abu Bek, danh vọng lớn nhất nên không ai phản kháng, khi Abu Bek hấp hối chỉ định ông làm người kế vị. Nhưng hai người trái ngược hẳn nhau, Oma cao lớn vai rộng, nhiều nhiệt tình, chỉ giống Abu Bek ở điểm sống giản dị, đạm bạc, chán hói và dâu nhuông. Nhờ tuổi tác và gánh trách nhiệm lớn lao, ông hòa hợp được bản tính sôi nổi với trí óc lạnh lùng phán đoán, điều đó thật hiếm thấy. Một lần đã lỡ đánh một người bé in, dân du mục, một cách bất công, ông năn nỉ anh ta đánh trả lại ông cũng bấy nhiêu roi, dĩ nhiên anh ta không dám. Ông nghiêm khắc giữ đạo, buộc các tín đồ phải có đạo đức ông mang theo một cây roi đỏ quất tín đồ nào mà ông bắt gặp không giữ đúng lời dạy trong kinh Koran. Tương truyền ông quất con trai ông tới chết vì tội say rượu hoài. Các sử gia Hồi giáo chép rằng ông chỉ có một cây áo lót mình và một chiếc áo khoát ngoài nhiều khi không lành lặn, phải vá, ăn thì toàn là lúa mạch và trái trà là, uống thì toàn là nước lã. Ông chỉ thích một việc là truyền bá đạo bằng sách vở và võ khí. Một viên thái thú ba tư lại ít kiến ông, thấy nhà chinh phục phương đông đó ngủ với bọn hành khất trên bậc thềm thánh thất Medin. chúng tôi không thể bảo đảm những chuyện đó đúng sự thực oma đã chất quyền chỉ huy của khalid vì lưỡi gươm của thượng đế đó đã nhiều lần tàn bạo quá khiến chiến công anh dũng bị mờ đi vị tướng vận thắng ấy nhận sự bãi chức một cách cao thượng đẹp đẽ hoàn toàn tuân lệnh abu obeida và ông này đủ sáng suốt để nghe lời khuyên của khalid về chiến lược nhưng vẫn chống thói tàn bạo của khalid khi thắng trận người Ả Rập luôn luôn là những lính kỵ giỏi, hơn hẳn quân Hy Lạp và Ba Tư cả về kỵ binh lẫn bộ binh, đầu thời Trung Cổ không có khi giới nào chống nổi những tiếng gào thiết xông phong ghê rợn, những thủ đoạn kinh dị, những cuộc hành quân chớp nhoáng của họ, và họ lựa những chiến trường bằng phẳng thuận lợi cho chiến thuật dùng kỵ binh của họ. Damas bị chiếm năm 635, Antios năm 636, Jerusalem năm 638, năm 640, chọn sứ Syri thuộc về Hồi giáo, năm 641. Ba Tư và Ai Cập bị chiếm. Giáo trưởng Sophronius chịu giao trả Jerusalem nếu vị Calai chịu đích thân lại ký vào điều ước đầu hàng. Omar bằng lòng và khởi hành từ Medin một cách rất giản dị. Chỉ mang theo một bao lúa, một thúng trà là, một bình nước và một cái chén bằng gỗ. Khaled, Abu Ubaida và các thủ lĩnh Ả Rập khác ra ngoài thành để rước ông. Ông thấy khó chịu vì y phục của họ rực rỡ quá, yên và cơm ngựa của họ đẹp quá. Ông vóc một nắm cuội liệng vào họ, la lớn đi. Ăn mặc rực rỡ như vậy mà đi đón rước ta ư, ông khoan hồng, lễ độ tiếp Sophronius, chỉ bắt nộp một thuế cống nhẹ, và cam đoan cho người Kitô giáo được yên ổn giữa các giáo đường của họ. Các sử gia Kitô giáo chép rằng ông với giáo trưởng Sophronius cùng đi coi một vòng Jerusalem. Ông ở lại đó 10 ngày, lựa chỗ để dựng một thánh thất Hồi giáo mang tên ông. Rồi ngại dân chúng Medin ngờ ông muốn lựa Jerusalem làm kinh đô Hồi giáo, ông trở về kinh đô nhỏ của ông cho họ yên lòng khi ông nắm được Syria và Ba Tư rồi, một làn sóng di cư từ Ả Rập tràn lên phương Bắc và qua phương Đông. Đàn bà cũng di cư theo nhưng không đủ, thành thử đàn ông phải lựa thêm tỳ thiếp do Thái giáo, khi tô giáo cho hậu phòng của họ đủ người, và thừa nhận những đứa con do bọn đó sinh ra. Nhờ chính sách ấy mà năm 644, số người, Ả Rập, ở Syria và Ba Tư đã được nửa triệu. Ô mà bọn viễn trinh mua đất hoặc làm ruộng ở thuộc địa, mong rằng ở ngoại quốc họ vẫn còn là giai cấp quân nhân được quốc gia rộng rãi giúp đỡ, nhưng phải cương cường giữ tinh thần võ dũng. Sau khi ông mất, sự cấm đoán ít được áp dụng và gần như bỏ hẳn, vì hồi sinh tiền ông tỏ ra rất rộng rãi, 80% chiến lợi phẩm chia cho quân đội, 20% chia cho dân chúng, một thiểu số khôn lanh hơn cả chẳng bao lâu thu về phần mình, đa số của cải Ả Rập tăng lên rất mau đó. Bọn quý phái Quraysh xây dựng những lâu đài rực rỡ ở La Mecca và Medina. Dô Bè có lâu đài ở rất nhiều thị trấn, 1.000 con ngựa và 10.000 nô lệ. ABDE Rahman có 1.000 con ngựa, 10.000 con cừu, 400.000 đồng dina, khoảng 1.912.000 Mỹ Kim. Oma thấy dân chúng trụy lạc trong cảnh xa hoa mà buồn rầu. Một tên nô lệ ba tư ám sát ông trong khi ông điều khiển một buổi cầu nguyện trong thánh thất, 644. Không thuyết phục nổi ABD Erahman kế vị mình, trong khi đang hấp hối ông đành chỉ sáu nhân vật để lựa người nối ngôi họ lựa người nhu nhược nhất trong đám để dễ chi phối. Adrian Ibern Erfen là một ông già rất nhiều thiện trí, cho xây cất lại, trang hoàng thêm thánh thất Medin, nâng đỡ các tướng lĩnh hồi đó đã đem quân xâm chiếm lan tới Herod và Kabul, Bacter và Tiflis, và suốt cả miền Tiểu Á cho tới Hắc Hải. Chẳng may ông thuộc bộ lạc quý phái Omeyed, trung thành với bộ lạc, mà bộ lạc ông xưa kia đã anh dũng chống lại Mahomet. Bọn bà con xa gần trong bộ lạc ùa lại Medin để xin sỏ ông đủ thứ ông không thể từ chối được, và chẳng bao lâu những chức vụ béo bở nhất vào cả tay một con người khinh đức tính nghiêm khiết, đạm bạc của những tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Vì thắng trận mà sa đọa Hồi giáo chia thành những loạn đảng tàn bạo, bọn, tị nạn, ở La Mecca chống lại bọn, phù trợ, ở Medin, các thị trấn có ưu thế La Mecca và Medin chống lại các thị trấn Damas, Kufa, Basora mới theo Hồi giáo và phát triển rất mau. Giới quy phái Koraisai chống giới bình dân Bedouin, Du Mục, Thị tộc Hashimai của Mahomet do Ali cầm đầu chống với bộ lạc Umayyad mà tù lĩnh là Mawiyah, con trai của Abu Sufn, kẻ thù lớn nhất của Mahomet, nhưng bây giờ được làm thống đốc xứ Syri. Năm 654, một người do Thái Cải Giáo tuyên truyền một giáo thuyết cách mạng tại Basora, bảo rằng Mahomet sẽ phục sinh, Ali mới là người kế vị chính thức của ông, còn Adaman chỉ là kẻ tiếm ngôi và triều thần của Adaman đều là bọn bạo ngược vô thần, bị trục xuất khỏi Basora. Tên phiến loạn đó trốn qua Kufa, lại bị trục xuất khỏi Kufa, hắn trốn qua Ai Cập, tại đây dân chúng nhiệt liệt tin lời thuyết giáo của hắn. Năm trăm tín đồ Hồi giáo ở Ai Cập hành hương lại Medin, đòi Aderman thoái vị. Aderman không chịu, họ bao vây cung điện, đột kích vô phòng ông, hạ sát ông trong khi ông đương đọc kinh mươi 656. Các thủ lĩnh Omeyed trốn khỏi Medin và đảng Hashimai đưa Ali lên ngôi Calai. Hồi trẻ Ali là một tín đồ gương mẫu khiêm tốn, cương quyết trung thành, năm đó ông 59 tuổi, hói, mập, khoan dung, nhân từ, trầm tư, cẩn ngôn, không muốn thấy các bi kịch trong tôn giáo biến thành chính trị, lòng mộ đạo biến thành âm mưu quỷ quyệt. Người ta yêu cầu ông trừng trị những kẻ ám sát Adamant, ông trì hoãn để cho họ tẩu thoát. Ông buộc các cận thần của Adamant phải từ chức, đa số không chịu, maia đã không chịu lại con bầy ở damas cho công chúng thấy các y phục dính máu của adamant và những ngón tay của bà vợ bị quân phiến loạn chặt trong khi bà cố che chở cho chồng phe sai do thị tộc Omehet chi phối đứng về phía maia do bay và tauha chiến hữu của mahomet nổi loạn chống ali giành ngôi calai về mình isa quả phụ kiêu căng của mahomet rời medin lại la Mecca gia nhập bọn phiến loạn tín đồ basora ủng hộ bọn này nên Ali phải cầu cứu với các vị kỳ cựu ở Kufa và hứa sẽ dùng Kufa làm kinh đô, nếu họ lại cứu ông. Họ lại cứu, hai đạo quân gặp nhau ở Khuraiba, phía nam Iraq, trong một trận gọi là trận lạc đà vì Aisha ngồi vắt vẻo trên chiếc yên lạc đà mà chỉ huy. Jobe và Thao Ha tua và từ trận, Aisha được hộ tống một cách rất lễ độ về nhà ở Medin, và Ali rời kinh đô lại Kufa, gần kinh đô Babylon thời thượng cổ. Nhưng ở Damascus, Maia lại mộ một đạo quân phiến loạn khác. Ông là hạng quý phái, trong đời tư không coi trọng những lời khải thị của Mahomet, cho tôn giáo chỉ là một cách đỡ tôn kém để thay thế cơ quan cảnh sát, nhưng giới quý phái không nên để cho tôn giáo ngăn cản những thú vui phàm tục của mình. Ông đem quân tấn công Ali chỉ để tái lập lại quyền hành của một tiểu số Quraysh mà Mohammed đã cướp mất. Đạo quân tổ chức lại của Ali gặp đạo quân của Moia ở Sifin trên bờ sông Euphrates, 657, Ali chiếm ưu thế, viên tướng của Moia, tên Amr Ibn Anna, sai quân lính cắm các cuốn kinh Koran trên đầu ngọn giáo để xin một cuộc trọng tài, đúng với lời của Allah, có lẽ như vậy là theo những quy tắc dạy trong kinh Koran. Chiều ý quân đội, Ali bằng lòng, hai bên lựa trọng tài và người này cho họ 6 tháng để giải quyết vấn đề, trong khi chờ đợi, hai đạo quân đều rút về hết. Như một nhóm người của Ali chống lại ông, thành lập một đạo quân riêng, và một giáo phái tên là Kharifi, có nghĩa là biệt phái họ chủ trương rằng viên ca phải do quốc dân bầu lên và có thể bị bãi chức một số không chịu nhận một chính phủ nào cả chỉ thờ thượng đế thôi hết thảy đều mặt sát thói xa hoa phù phiếm của giới cầm quyền thời đó ali thuyết phục họ không được họ hóa ra cuồng tín gây hỗn loạn và bạo động rốt cuộc ali phải đem quân diệt họ hết 6 tháng rồi các nhà trọng tài quyết định rằng cả ali lẫn moya phải từ ngôi ca người đại diện cho ali tuyên bố chốt ngôi ali nhưng am đại diện cho Ma đáng lẽ cũng phải chốt ngôi Ma thì lại phong vương cho ông. Trong cảnh hỗn độn đó, một tín đồ trong biệt phái Kharifi bắt gặp Ali ở gần Kufa, dùng một lưỡi gươm tầm thuốc độc đâm vào óc ông, 661. Chỗ ông chết thành một thánh địa và tín đồ giáo phái của ông thờ ông như một vị giáo chủ, mộ ông thành nơi hành hương cũng tôn nghiêm như La Các người Hồi giáo đưa Hassan, con trai của Ali lên kế vị, Ngoài tấn công Kufa, Hassan phục tùng, nhận một số tiền cấp dưỡng của Ngoa rút lui về sống ở La Mecca, cưới vợ cả trăm lần, chết hồi 45 tuổi, 669, bị hoặc Ngoa hoặc một bà vợ ghen tuông đầu độc, chọn đế quốc Hồi giáo miễn cưỡng phục tùng Ngoa nhưng vì vấn đề an ninh và cũng vì Medin bây giờ ở xa những nơi đế quốc nhiều dân và mạnh nhất, nên ông rời đô lại Damas. Thế là quế tộc Koraisai, do con trai của Abu Sulian, đã chiến thắng phe Mohammed, chính thể Cộng hòa thần quyền của các người kế vị Mahomet biến thành một chế độ quân chủ thế tục cha truyền con nối. Hồi giáo thay người Ba Tư và Hy Lạp làm chủ Tây Á, quyền hành của người Âu đã có từ ngàn năm ở đó sụp đổ, và cả miền Cận Đông, Ai Cập và Bắc Phi giữ hình thức đó suốt 13 thế kỷ, không thay đổi gì nhiều. 2. Triều đại mươi 661 đến 750, chúng ta nên có công tâm đối với Maia, ông được lên ngôi trí tôn, mới đầu do ông được Oma Phong làm thống đốc xứ Syria. Rồi sau nhờ ông lãnh đạo cuộc phản kháng chống sự ám sát Adamman, sau cùng do những mưu mô rất tế nhị, ít khi phải dùng đến võ lực. Ông bảo, khi dùng chiếc roi cũng đủ thì tôi không dùng tới lưỡi gương, mà khi chỉ dùng ba tấc lưỡi cũng đủ thì tôi không dùng đến chiếc roi. Mà dù khi sự liên lạc của tôi với các đồng liêu chỉ mong manh như sợi tóc thì tôi cũng không để cho nó đứt, nếu họ co thì tôi thả và nếu họ thả thì tôi co lại. Con đường đưa đến quyền hành của ông ít đẫm máu hơn đa số các nhà sáng nghiệp cũng như các nhà tiếm vị khác, ông thấy cần phải đặt ra những lễ nghi huy hoàng cho ngôi báu của mình hóa ra nghiêm trang. Ông bắt trước các hoàng đế bươn, mà các ông này lại bắt trước các vua ba tư, hình thức dân chủ đó duy trì được từ thời Cyrus cho tới ngày nay, tỏ rằng có lợi cho sự cai trị và bốc lột dân chúng. Ngoài Ia tự cho rằng triều đình, cung điện của ông có thể huy hoàng vì triều đại ông thịnh vượng, thái bình, các bộ lạc không gây hấn với nhau nữa mà uy quyền của Ả Rập Lan từ sông Osus tới sông Ninh thấy chính sách thi tập là cách duy nhất để tránh những quốc xáo trộn, tranh giành mỗi khi bầu vị ca lai, ông Phong con trai ông, Yezid, làm đông cung thái tử và buộc cả vương quốc phải trung thành với Yezid. Mặc dù vậy, khi ông chết, 680, cũng xảy ra một chiến tranh để cướp ngôi y như hồi ông mới lên ngôi. Các tín đồ ở Kufa đề nghị với Hasen, con trai Ali, rằng nếu ông chịu liên kết với họ, lừa thị trấn của họ làm kinh đô thì họ sẽ chiến đấu để đưa ông lên ngai vàng. Há sen muốn quy phục, nhưng quân của ông đòi chiến đấu. Một đứa cháu kêu ông bằng chú, hay bác, là Kasim, mới 10 tuổi, bị một mũi tên ngay từ lúc đầu và chết trong cánh tay ông. Lần lượt anh em, con cháu ông đều tử trận, bao nhiêu đàn ông đều chết hết, còn đàn bà con nít run sợ, kinh hoàng ngó nhau. Khi người ta chặt đầu Há Sên dâng lên ở Bây Lơ, ông này lơ đãng cầm một cây gậy lật qua lật lại. Một sĩ quan phản kháng, nhẹ tay chứ, cháu của đấng tiên tri đấy. Chúa ơi! tôi đã thấy những cặp môi đó được được Mahomet hôn đấy. Ở cớ la nơi Hassan bị giết, các tín đồ giao phái của ông dựng một ngôi đền, mỗi năm họ diễn lại bi kịch đó để kỷ niệm Ali, Hassan và Hassan. Abdallah, con của Jobe, tiếp tục nổi loạn, đạo quân Syri của Yezid tấn công ông ta, ông rút vào thành La Mecca, bị bao vây, đá ở ngoài bắn vào như mưa, rớt chung thánh điện, làm phiến đá đen bể làm ba mảnh, điện ca ba cháy và bị thiêu hủy hoàn toàn. 683. Rồi bỗng nhiên Lamecker được giải vây, vì ghe giết chết, quân đội được lệnh rút quân về Damas. Trong hai năm hỗn loạn, ba vị calai lên nối ngôi. Sau cùng ABD Al Malik, một người anh em thúc bá của Maia, anh dũng phi thường, dẹp được loạn, lên ngôi và cai trị dân một cách tương đối ôn hòa, sáng suốt và công bằng. Viên tướng của ông là Hat-Gai, chế phục được dân Kufa và lại bao vây Lamecker. Abdalara, năm đó đã 72 tuổi, được bà mẹ trăm tuổi khích lệ, chiến đấu rất anh dũng, ông thua và bị giết, người ta gửi tù cấp ông tới Damas, thân thể ông sau một thời gian treo lùng lẳng ở Pháp Trường, được đem về cho thân mẫu ông, 692. Từ đó ABD Malik trị vì trong cảnh Thái Bình, làm thơ, khuyến khích, bảo hộ các văn thi sĩ, săn sóc tám bà vợ và sinh được 15 người con trai, mà bốn người lần lượt nối ngôi ông, ông được biệt hiệu là vương phụ, cha của các ông vua. Ông ở ngôi hai chục năm dọn đường cho tài năng của con ông, Walid đệ nhất, 705 đến 715, có dịp phát triển. Quân đội Ả Rập lại tiến hành cuộc xâm lăng đất đai, chiếm Bách Tơ năm 705, Bukhara năm 709, Ifa Nho năm 711, Samarkand năm 712. Tướng Hát cai trị các tỉnh phía đông rất cương quyết, tuy tàn bạo nhưng kiến thiết được nhiều, tháo nước những đồng lầy, đưa nước vào những miền khô khan, đào và vết kinh. Trước kia ông dạy học, nên bây giờ ông đặt thêm một số dấu để cải thiện chính tả Ả Rập. Chính Walid cũng là một minh quân, lo việc cai trị hơn việc chinh chiến. Ông mở thêm chợ, làm thêm đường để khuyến khích kỹ nghệ và thương mại, dựng nhiều trường học và bệnh viện lập cả những trại cùi đầu tiên trong lịch sử cất nhà dưỡng lão, nhà nuôi nấng các người tàn tật và mù, mở rộng thêm và trang hoàng các thánh thất ở La Mecca, Medin, Jerusalem, xây ở -e Damascus một thánh thất lớn hơn hết, hiện nay thánh thất này vẫn còn. Mặc dù bận rộn bấy nhiêu công việc, ông vẫn có thì giờ làm thơ, soạn nhạc, chơi đàn và kiên nhẫn nghe các thi sĩ, nhạc sĩ khác, cứ hai ngày lại dự tiệc với họ một lần. Suleiman, em ông lên nối ngôi ông, 715 đến 717, gián chiếm Constantinople mà thất bại, làm chết nhiều mạng người và tốn biết bao tiền bạc, rồi chỉ nghĩ tới việc ăn ngon, hưởng sắc với một bọn mỹ nữ hư hỏng. Hậu thế chỉ khen ông mỗi một điểm là ông truyền môi lại cho một người em, Oma đệ nhị. 717 đến 720. Ông này quyết tâm chuộc lại trong đời mình tất cả những tội lỗi nghịch đảo, xa hoa trụy lạc của các triều đại ô trước. Suốt đời ông lo trước hết là việc giữ đạo và truyền đạo. Ông sống giản dị tới nỗi bận áo vá, cho nên không một người ngoại quốc nào ngờ được rằng ông là một quốc vương. Ông khuyên vợ ông trả lại quốc khố những đồ tư trang quý giá của cha cho bà, bà tuân theo. Ông bảo các cung tần rằng ông bận việc nước quá, không có thì giờ săn sóc và cho phép họ về với gia đình. Ông bỏ bê các thi sĩ, các biện sĩ và những bác học sống bám vào triều đình, nhưng với các học giả mộ đạo nhất trong nước tới làm cố vấn và làm bạn với ông. Ông hòa giải với các nước khác, kêu đạo quân đương bao vây Constantinople về, rốt cả những lính thu đóng tại các thị trấn chống đối triều đại Omeyes. Các vua trước không muốn cho người ngoại đạo theo Hồi giáo, lấy lẽ rằng như vậy quốc gia sẽ thu được ít thuế, ông trái lại khuyên khích các người Kitô giáo do thái giáo và bái hỏa giáo theo hồi giáo và khi các quan chức thu thuế phàn nàn rằng chính sách đó tai hại cho quốc khố ông đáp chẫm mong rằng mọi người theo hồi giáo để chư khanh và chẫm phải cầy cấy ruộng mà ăn nhiều viên cố vấn khôn khéo nghĩ rằng nếu bắt bọn muốn cải giáo phải theo cát lễ thì họ ngại mà không xin cải giáo nữa ông ra lệnh bỏ lễ ấy ông ban nhiều sắc lệnh bó buộc những người không chịu cải giáo như không cho họ lãnh chức trong chính quyền cấm họ xây dựng giáo đường mới giữ ngôi chưa đầy 3 năm thì ông mất vì bệnh, Yezid đệ nhị, 720 đến 724, cho thấy một khía cạnh khác của đặc tính và phong tục hồi giáo. Ông là người con cuối cùng lên ngôi của Abd al-Malik, ông yêu một thiếu nữ nô lệ, nàng Habiba, y như Oma đệ nhị hồi giáo, hồi còn thiếu niên, ông đã bỏ ra 4000 đồng tiền vàng để mua nàng. Anh ông là Suleiman, lúc đó làm vua, bắt ông phải trả nàng lại cho người chủ nhưng ông không khi nào quên được vẻ đẹp và tính nhu mì của nàng khi ông lên ngôi hoàng hậu hỏi ông mình ơi ở cõi trần này mình có ao ước cái gì nữa không ông đáp có ao ước được nàng habiba hoàng hậu bèn sai người sai người đi tìm ngay habiba dâm ông rồi rút lui sống âm thầm trong hậu cung một hôm trong một bữa tiệc ghe rít ném đùa một trái nho vào miệng habiba nàng mắc nghẹn rồi chết trong cánh tay ông một tuần sau ông giàu dĩ rồi chết Hi Sam, 724 đến 743, trị vì 19 năm một cách công minh trong cảnh thái bình, cải thiện nền hành chính, rốt bớt các chi tiêu, nên khi ông mất, quốc khố thật dồi dào. Nhưng đức của một vị thánh có thể tai hại cho một ông vua. Các đạo quân của Hi Sam mấy lần bại tẩu, loạn nổi lên ở khắp nơi, lan tràn tới kinh đô, nơi mà người ta chỉ mong có một ông vua lãng phí. Các người kế vị ông sống xa hoa, bỏ bê việc nước, làm cho triều đại suy vi. Juarez đệ nhị, 743 đến 744, phong đảng, và hoài nghi, ngây thơ hưởng lạc. Ông mừng rỡ hay tin bác ông là hy sam mất, tịch thu của cải của bà con tiên vương, tiêu pha rộng rãi quá mức, chẳng nghĩ gì đến tương lai, thành thử quốc hú rỗng không. Kẻ thù của ông bảo ông tắm trong hồ chứa đầy rượu, và khi nào ông khát thì nhảy xuống đó bơi, ông dùng kinh cô rần làm cái đích để bắn tên, sai các tình nhân của ông lại thánh thất làm chủ lễ thay ông. Yes con của Walid đệ nhất, bác cổ ông chết, lên cầm quyền được 6 tháng rồi chết, 744. Người em là Ibrahim lên nối ngôi nhưng không giữ được ngai vàng, một vị tướng giỏi chốt ngôi ông và cầm quyền trong 6 năm bi thảm, trong sự gọi là mô đệ nhị, ông vua cuối cùng của dòng Omeyyed. Đứng về phương diện thế quyền mà xét thì các vua dòng Omeyyed đã phục vụ đắc lực cho Hồi giáo. Họ mở băm biên cương, sau này không thời nào bằng, và trừ vài đời vua tầm thường ra họ đã cai trị đế quốc một cách khoan đại, có phương pháp. Nhưng trong chính thể quân chủ thế tập, được một ông vua tốt hay xấu là vấn đề may rủi như sổ số, và trong thế kỷ thứ bảy y, một bọn hôn quân bất tài làm cho quốc hô rỗng không, giao cả việc nước cho bọn hoạn quan, mà dân tộc Ả Rập vốn có tinh thần cá nhân mạnh mẽ, cho nên khó thống nhất, lúc đó lại chia rẽ, hỗn loạn. Các bộ lạc trước kia vẫn cừu địch nhau, dòng Hashimai và và dòng Omeyed oán ghét nhau hơn là anh em một nhà, Ả Rập ai cập và ba tư không chịu được uy quyền của triều đình damas và dân tộc ba tư vốn tự ái dũng cảm lần lần đòi được ở trên người ả rập sau cùng không chịu nổi sự đô hộ của người syri bọn hậu duệ mahomet bất bình vì phe omegheth thời trước gồm những kẻ thù bất cộng đái thiên của mahomet mãi tới phút chót mới chịu cải giáo bây giờ làm chúa đế quốc hồi giáo họ gai mắt vì đời sống phóng túng có lẽ cả về thái độ khoan dung về tôn giáo của các vua dòng omegheth nữa họ cầu nguyện Allah mau phái một vị cứu thế xuống để họ khỏi chịu cái chính quyền nhục nhã đó nữa. Lòng dân phẫn nộ rồi, chỉ cần một vị anh hùng nào đó đứng ra hô hào, đoàn kết họ, biểu lộ nguyện vọng họ. Abu Anabbas, ẩn náo ở Palestine, chỉ huy phong trào, tổ chức cuộc nổi loạn tại các tỉnh và được phe quốc gia Ba Tư theo Hồi giáo ủng hộ nhiệt liệt. Năm 749, ông tự xưng vương ở Cuba. Mervin đệ nhị giao chiến với quân đội phiến loạn do Abdallah, chú của Abe Anabas chỉ huy, ở trên sông Giáp, Mơn đệ nhị thua và ít lâu sau Damus bị bao vây phải đầu hàng. Mơn bị bắt sống và bị giết, thủ cấp gửi về cho Abu Anabas. Vị tân vương này vẫn chưa thỏa mãn, bảo, chúng cậu uống hết huyết của ta thì cũng vẫn chưa đà khát, mà ta thì cũng vậy, máu của hắn chưa đủ làm nguôi cơn giận của ta. Ông lấy tên hiệu là An Safa, người khát máu, và ra lệnh lùng bắt giết hết hoàng tộc Omehet để triều đại của họ không phục hưng được nữa. Abdala, được phong làm thống đốc Syria, thi hành lệnh đó một cách mau lẹ và trào phúng. Ông ta tuyên bố ân xá tất cả dòng họ Omeyed và để tỏ lòng khoan hồng, ông mời 80 thủ lĩnh Omeyed lại dự tiệc. Giữa bữa tiệc, ông ra dấu và các quân lính của ông trong chỗ núp ùa ra đâm chém hết bọn thủ lĩnh đó, không chừa một người. Người ta sắp thây của họ lên trên các tấm thảm, và người ta lại tiếp tục ăn uống trên đám thây ma rên rỉ hấp hối đó. Người ta quật mộ của nhiều dòng vua Omeyed lên, bêu các bộ xương, lấy roi quất rồi nổi lửa thiêu ra cho, đem vãi ra khắp bốn phương. 3. Triều đại năm 750 đến 1058. A. Harun al-Rashid Abu Anabbas al-Safa làm chúa tể đế quốc từ sông Indas ở Ấn Độ, tới Đại Tây Dương, gồm các xứ, Sindehat, ở Tây Bắc Ấn Độ, Balochistan, Afghanistan, Turkestan, Ba Tư, Mesopotamia, Iraq ngày nay, Armenia, Syria, Palestine, Chipre, Great, Ai Cập và Bắc Phi. Nhưng tín đồ Hồi giáo, Ifa Nho không phục tùng ông và vào năm thứ 12 triều đại của ông, xứ Sinh Đê hát nổi dậy gờ cái ách Ả Rập. Những người trước kia giúp ông chiếm môi, bây giờ giúp ông cầm quyền, hầu hết gốc gác ở Ba Tư và theo văn hóa Ba Tư. Khi ông hết khát máu rồi, triều đình tập được chút lễ nghi phong nhã, văn minh của Ba Tư, kế vị ông là một loạt quốc vương biết dùng sự phong phú mỗi ngày mỗi tăng của đế quốc để giúp cho nghệ thuật, văn hóa, khoa học triết học phát triển rực rỡ. Sau một thế kỷ chịu khuất phục, Ba Tư bây giờ chinh phục được những kẻ đã chinh phục họ. An Safa chết vì bệnh đậu mùa năm 754. Người em cùng cha khác mẹ với ông, Abu Saffa lên kế vị, lấy tên hiệu là An Mansur, người chiến thắng. Thần mẫu của Mansur là một người nô lệ bơ be, trong số 37 triều đại đây Sai, trừ ba ông còn bao nhiêu đều là do các nô lệ sinh ra vì pháp luật thừa nhận con cái của Phi Tần, nàng hầu. Thành thử giai cấp quý tộc luôn luôn có pha huyết thống bình đẳng ái tình và chiến tranh ngẫu nhiên đem lại. Khi lên ngôi, Man 40 tuổi, cao, gầy, dâu rậm, nước da sậm, nghiêm khắc, không mê thanh sắc, cũng không thích rượu, mà rộng rãi bảo trợ văn hóa, khoa học, nghệ thuật. Rất khôn khéo, hơi quỷ quyệt về chính trị nữa, ông dựng được một triều đại mà An Sapa suýt làm cho tiêu diệt. Ông siêng lo việc hành chính, dựng một kinh đô lộng lẫy ở Bát Đa, tổ chức lại chính quyền và quân đội kiểm soát từng cơ quan gần như từng vụ giao dịch một cứ đều đều đúng hạn bắt các quan lại tham nhũng trong số đó có em ông trả lại quốc hố số đã tiêu làm của công ông tiêu pha của công một cách rất hà tiện thành thử ít người yêu ông và người ta đặt cho ông biệt hiệu ông già chát bóp từng xu hồi mới lên ngôi ông bắt trước ba tư đặt ra chức vụ vizier sau này đóng vai trò quan trọng trong lịch sử triều đại sai Al Mansur và Khalid tạo trật tự và thịnh vượng cho quốc gia mà Harun al Rashid sau này được hưởng. Chỉ vì sáng suốt được 22 năm, Al Mansur mất trong một cuộc hành hương lại La -Mekka. Con trai ông, Al Mahdi, 775 đến 785, lên kế vị, tỏ ra khoan hồng, rộng rãi, ân xá tất cả các tội nhân trừ những kẻ nguy hiểm nhất, phung phí quốc khố để tô điểm các thị trấn, bảo trợ văn học, âm nhạc và giỏi cai trị đế quốc. Bư ẩn đã thừa cuộc nổi loạn của dòng Sai, để chiếm lại những miền tiểu Á thuộc về Ả Rập Al-Mahdi sai con là Harun chỉ huy một đạo quân chỉ huy một đạo quân để đánh quân Hy Lạp. Quân Hy Lạp phải lùi về Cân Tân Tinopo. Kinh đô này lâm nguy. Nữ hoàng Iran đành phải ký hỏa ước 786, mỗi năm nộp cống cho các vua Ả Rập 70.000 dina, khoảng 332.500 Mỹ Kim ngày nay. Từ đó Al-Mahdi gọi người con đó là Harun Al-Rasid, có nghĩa là Aaron chính trực. Trước kia, ông đã phong một người con khác, Al-Hadi làm đông cung thái tử. Bây giờ thấy Harun tài đức hơn nhiều, ông Bảo An Hadi nhường ngôi đông cung thái tử cho em. An Hadi lúc đó đương chỉ huy một đạo quân ở phía đông, không chịu vua cha Triệu về Bát-đa cũng không về. An Mahdi và Harun đem quân tập nã, nhưng An Mahdi chết ở dọc đường năm 43 tuổi. Harun nghe lời can gián của Ba Yahya, con của Khalid, chịu nhường ngôi cho Hadi, còn mình thì sẽ nối ngôi Hadi. Nhưng như gia đi đã nói, mười giáo sĩ có thể nằm chung một tấm thảm Chứ hai ông vua không thể an phận trong một vương quốc được Chẳng bao lâu Hadi chốt quyền Harun Nhốt khám Yahya và phong con trai của mình làm người kế vị Ít lâu sau, 786, ông ta mất Có tiếng đồn rằng chính thần mẫu ông yêu Harun hơn Đã sai người đẻ ông dưới nệm, gối, cho tới khi chết ngạt Harun lên ngôi, phong cho Yahya làm visa Và triều đại ông là một trong những triều đại nổi danh nhất trong lịch sử Hồi giáo Theo truyền thuyết, nhất là trong bộ ngàn lẻ một đêm Harun là một ông vua vui tính, có học thức, có lúc độc tài, tàn bạo, nhưng bình thường thì đại độ, có tính thương người, thích nghe kể những chuyện hay mà ông bảo chép lại, lưu trữ trong quốc khố, thỉnh thoảng ân ái với một mỹ nhân có tài kể chuyện để thưởng công nàng. Những đức tính đó được các sử gia ghi lại, Trừ đức vui tính, có lẽ họ cho là chướng. Theo họ thì trước hết ông là một tín đồ ngoan đạo, cương quyết theo chính giáo, nghiêm khắc ngăn cản thói phóng túng của những người không theo Hồi giáo cứ hai năm một lần đi hành hương ở La Mecca và mỗi ngày quỳ khấn cả trăm lần trong những giờ tụng niệm. Ông uống rượu rất nhiều, nhất là khi có bạn thân, có bảy bà vợ và nhiều phi tần, 11 người con trai, 17 người con gái hết thảy đều là con các thiếu nữ nô lệ, chỉ trừ công chúa Zobeda là mẹ của Elmin không phải là nô lệ. Ông rộng rãi với tiền bạc, ân huệ, khi con trai ông tên là An Ma mê một nữ tỳ trong cung, ông ban cho ngay, chỉ đòi cậu làm ít câu thơ để đền ơn ông. Ông thích thực tới nỗi đôi khi ông thường thi sĩ những số tiền quá lớn. Chẳng hạn thi sĩ Mowen chỉ là một đoàn thi ca tụng ông mà được ông tặng 5.000 đồng tiền vàng, 23.750 mỹ kim, một bộ lễ phục, 10 thiếu nữ nô lệ Hy Lạp và một con ngựa quý. Bạn chơi của ông là thi sĩ phóng túng Abu Nuwa. Nuwa thường hỗn láo, trụy lập, bất lương làm ông nổi giận, nhưng rồi lần nào cũng làm những bài thơ hay để vuốt ve ông. Ông tập hợp ở chung quanh ông tại Bát Đa một đám thi sĩ, luật gia y sĩ ngữ pháp gia biện sĩ nhạc sĩ vũ sư nghệ sĩ đông đảo không thời nào bằng ông phê phán tác phẩm của họ một cách chính xác sành điệu và thường họ rất rộng rãi trong suốt lịch sử nhân loại không có một triều đình nào quy tụ được nhiều nhân tài như vậy đồng thời với nữ hoàng irene ở constantinople và sống sau su ẩn sung ở tràng an ít chục năm ông hơn cả hai người đó về mọi phương diện phú cường triều đình lộng lẫy và văn hóa tiến bộ nhưng ông không phải là hạng tài tử hưởng lạc Ông chăm lo việc nước, nổi tiếng là một vị thẩm phán công minh và mặc dù tiêu xài rộng rãi, xa xỉ hơn hết thầy các đời trước mà khi chết còn để lại trong quốc khố 480 triệu dina, 228 triệu mỹ kim. Ông đích thân chỉ huy khi lâm chiến và giữ được chọn các biên cương của đế quốc, nhưng ông giao phần lớn công việc hành chính và chính trị cho Yahia. Mới lên ngôi được ít lâu, ông vờ Yahia lại bảo, chấm giao cho Khanh việc cai trị thần dân. Khanh muốn cai trị ra sao tùy ý muốn cách chức ai hay bổ dụng ai cũng được. Khanh trông nom mọi việc theo ý Khanh và để cho Yahya tin. Ông ban cho Yahya chiếc nhẫn của ông. Tin cậy tới mức đó là cùng cực, nhưng Harun lúc đó mới 20 tuổi, tự xét chưa đủ tư cách cai trị một đế quốc mênh mông, mà lúc đó cũng là một cách tạ ơn một người đã dám hộ ông. Ông đã bị nhốt khám vì ông và được ông coi như cha, gọi là quốc phụ. Yahya tỏ ra có tài cai trị khôn khéo nhất trong lịch sử. Ôn nhu, đại lượng, minh Triết làm việc không biết mệt. Ông trị dân rất có hiệu quả, quốc gia có trật tự, yên ổn, luật pháp công bằng, xây cất đường xá, cầu cống, quán trọ, đào kinh, các nước thuộc địa được thịnh vượng mặc dầu ông đánh thuế rất nặng để cho quốc khố và cả cho túi tiền ông nữa được dồi dào, vì ông cũng như nhà vua đều thích bảo trợ cho nghệ thuật, văn học. Hai người con trai của ông, Alfredo và Jaffa đều được ông phong cho chức lớn, đều làm tròn nhiệm vụ và đều tự trả công cho họ một cách rất hậu hĩ cả hai đều trở thành triệu phú, xây cất lâu đài, nuôi riêng một bầy thi sĩ, chết gia và hề. Haron yêu Gia Pha tới nỗi người ta thì thầm rằng họ làm chuyện xấu xa trong những lúc thân mật nhau. Nhà vua cho cắt một chiếc cầm bào hai cổ, để ông và Gia Pha cùng khoát một lúc, như vậy có hai chiếc đầu ló ra nhưng chỉ có mỗi một thân mình, mỗi một trái tim, có lẽ họ bận chiếc áo đó để đi chơi đêm ở Bát Đa với nhau. Rồi thình lình uy quyền của cha con Yahya sụp đổ, không rõ nguyên nhân tại đâu khan Khandao bảo tải, họ tham lam muốn nắm trọn quyền hành, một mình chi tiêu của công, tới nỗi Harun có lần phải ngửa tay xin họ một số tiền nhỏ mà họ cũng không cấp cho. Ông vua trẻ tuổi đó càng lớn tuổi càng thấy sự hưởng thanh sắc, giải trí bằng thơ văn, triết học không đủ để dùng hết tài năng của mình, có thể hối hận rằng đã cho viên visa của mình một uy quyền tuyệt đối. Khi ông ra lệnh cho pha phải xử tử một tên phiến loạn, pha trùng trình mãi để hắn trốn thoát. Harun căm lắm, không bao giờ tha thứ được tội đó. Một truyền thuyết ly kỳ như chuyện ngàn lẻ một đêm kể rằng Abbasa, em, hay chị, của Harun, Mezafa, mà Harun đã nguyện giữ cho dòng máu của chị ông khỏi bị lai, nhất định chỉ cho chị cưới hạng quý tộc Ả Rập, mà Zafa lại là người Ba Tư. Harun cho phép họ cưới nhau nhưng bắt họ hứa chỉ được gặp nhau trước mặt ông thôi. Chẳng bao lâu, họ vi phạm điều ước đó và Abbasa lén lút sinh được hai đứa con trai với Zafa, đem giấu chúng ở Medin. Dù vợ Harun, hay được, tố cáo với chồng. Harun kêu tên đao phủ Mesru lại, ra lệnh giết Abbasa rồi chôn trong vườn thượng nguyên. Ông lại đích thân coi cho hắn thi hành mệnh lệnh, xong rồi ông bảo chặt đầu ra pha, đem thủ cấp lại cho ông, hắn thi hành đúng, sau cùng ông cho hai đứa nhỏ ở Medin về chiều, nói chuyện hồi lâu với những thiếu niên đẹp trai đó, ngắm nghía chúng rồi sai bóp cổ chúng cho chết. 803. Yahia và Anvedo, cha và anh của Pha Pha, bị nhốt khám, được phép sống với gia đình và gia nhân, nhưng không bao giờ được thả ra. Năm năm sau Alfredo chết, hai năm nữa Yahya cũng chết nốt. Cuộc cải của họ bị tịch thu hết, người ta ước lượng vào khoảng 30 triệu dina, 142 triệu 500 nghìn mỹ kim. Chính Harun cũng không sống thêm được lâu, ông dùng rượu để tiêu sầu được một thời gian, và để quên niềm ân hận, ông cắm cổ làm việc, thích cả việc cầm quân ra trận. Nisfor đệ nhất, hoàng đế bươn không chịu nộp cống mà nữ hoàng Irene đã hứa, lại lì lợm tới nỗi đòi Harun phải trả lại những thuế cống đã nộp từ trước. Harun đáp, nhân danh đức Ala à chí nhân chí từ giáo hoàng Harun cho Nicepho, cầu trệ La Mã, hay rằng, ta đã nhận được thư của ngươi, con của mụ theo tà giáo. Còn lời đáp của ta thì tay ngươi không nghe được đâu mà chỉ chính mắt ngươi sẽ được thấy. Salam, tức thì ông đưa quân lên biên giới phía Bắc, tấn công như vũ bảo, khiến Nicepho vội vàng xin tiếp tục nộp cống. 806. Salemagne, vua Pháp, đã làm cho bườn lúng túng, như vậy là lợi cho ông, nên ông phái sứ thần tặng Salemagne nhiều phẩm vật, trong số đó có một chiếc đồng hồ nước bộ phận rắc rối, và một con voi. Lúc đó, Harun mới 42 tuổi mà hai người con trai của ông, anmin và Anmamau, đã tranh giành ngôi đông cung thái tử và chỉ mong cho ông chết cho mau. Để họ khỏi giành nhau, ông quyết định chia đôi đế quốc, các tỉnh ở phía đông sông Tigre sẽ về Anmamau còn bao nhiêu về Anamin hết, và khi một người chết rồi thì người kia sẽ cai trị cả đế quốc. Họ ký hiệp ước ấy và thề trước điện K3 sẽ giữ đúng. Cũng năm 806 đó, một cuộc nổi loạn nghiêm trọng phát tại miền Khorasan. Harun cùng với Anamin và Anmamau đem quân lại dẹp, mặc dầu đang đau bụng dữ dội. Khi người ta dẫn Basin, một đầu đảng phiến loạn tới thì ông đã hấp hối. Đau đớn và buồn rầu gần như phát điên, ông mắn Basin đã buộc ông phải xuất quân trong lúc bệnh tình nguy kịch rồi ra lệnh chặt hắn thành từng khúc ngay trước mặt ông. Hôm sau, 809, ông tắt thở, tuổi mới 45, trong sự gọi là Harun, ông vua chính trực. B. Triều đại Abdesai CV, an -ma muốn tiếp tục tiến quân tới Mớp và ký một thỏa hiệp với quân phiến loạn. an mín thì trở về Bát Đa, đứa con trai nhỏ làm đông cung thái tử, bảo an -ma mao nhường lại cho mình ba, tỉnh, ở phía đông, an -ma không chịu, an mín đem quân đánh viên tướng của Al Mao tên là tay Đại Thắng, bao vây và tàn phá gần trọn Bát Đa, chặt đầu Anermin, theo lệ gửi về cho Al Mao. Al Mao vẫn còn ở mức Sương Vương, 813. Siri và Ả Rập vẫn chống cự lại vì mẹ ông là người Ba Tư, nên ông phải đợi đến năm 818 mới vô Bát Đa, được cả đế quốc Hồi giáo nhận là vua. Abda Al Mao vào hàng minh quân của triều đại Ab-Đa-Sai, như Mansu và Anrasit. Mặc dù có lúc nổi điên lên và tàn bạo như Harun, bình thường ông hiền từ và đại độ. Ông mời vô tham chính viện các đại diện của những tôn giáo quan trọng, hồi giáo, Kitô giáo, bái hỏa giáo và gần suốt đời ông, dân chúng được tự do tín ngưỡng. Có một thời, ở triều đình, tự do tư tưởng là quy tắc nghiêm ngặt. Mazu đi tả một cuộc họp tri thức của Anma Mao vào buổi chiều như sau, ngày thứ ba nào Anma Mao cũng hội họp đã bàn luận về các vấn đề thần học và luật pháp học giả của mọi giáo phái được mời vào một phòng trải nhiều tấm thảm. Kẻ hầu bưng vào những chiếc bàn đầy thức ăn và rượu. Ăn uống xong, người ta đốt bình hương, khách khứa sức dầu thơm rồi được đưa vô yết kiến nhà vua. An Ma Mao biện luận với họ một cách rất công bình, vô tư, không kiêu căng chút nào, khó tưởng tượng nổi một ông vua mà nhã nhặn như vậy. Tới tối, khách khứa lại được mới dự một bữa tiệc nữa, rồi ai về nhà nấy. An Ma Mao bảo trợ nghệ thuật, khoa học, văn học, triết học một cách đứng đắn hơn cho nhiều ngành hơn cho nên kết quả tốt hơn thời harun ông sai người đi thu thập ở constantinople alexandria antioch và các nơi khác các tác phẩm của các tác giả hy lạp và nuôi một nhóm người để dịch ra tiếng ả rập ông thành lập một hàn lâm viện khoa học ở baghdad nhiều đài thiên văn ở đó và tadmor trước kia là pamir y sĩ luật gia nhạc sĩ thi sĩ toán học gia thiên văn gia đều được hưởng ân huệ của ông chính ông làm thơ như vài thiên hoàng nước Nhật ở thế kỷ 19 và như mọi nhà quý tộc Hồi giáo. Ông mất năm 48 tuổi, 833, tùy sớm mà thực ra là quá trễ, vì trong mấy năm cuối đời ông quá độc đoán, áp dụng chế độ tự do tín ngưỡng mà hóa ra ngược đãi tín đồ Hồi giáo trinh thống. Em ông là Abu Isad al mutasim lên nối ngôi, cũng có thiện trí như ông nhưng kém tài. Như các hoàng đế La Mã hồi xưa, ông có một đoàn cận vệ gồm 4.000 lính Thổ nhĩ kỳ và ở Bát Đa cũng như ở La Mã, lần lần đoàn quân cận vệ đó thành kiêu binh, nắm hết quyền hành, phá phách, cướp bóc dân chúng, gây tội ác mà không bị trừng trị, khiến mọi người ta thán. Sợ dân chúng nổi loạn, An phải rời Bát Đa, xây một ly cung ở Mamara, khoảng 50 cây số phía bắc Kinh Đô. Từ 836 đến 892, tám đời vua sống ở đó rồi chết ở đó. Dọc theo bờ sông Tigre, trên một khoảng dài 40 cây số, họ cất lâu đài và thánh thất và bọn đại thần của họ xây dựng những dinh thự lộng lẫy, với các bích họa, vườn tược, hồ nước, phòng tắm. Vua an mô rất mộ đảo, bỏ ra 700.000 dina, 6 triệu 325.000 Mỹ Kim, để xây một thánh thất rộng lớn, và bỏ ra một số nữa cũng sắp xỉ vậy để xây một cung điện mới, cung Zafaria, có một điện gọi là Ngọc Điệt, và một đài gọi là Lạc Đài, chung quanh là Hoa Viên, có suối chảy dốc rách. Để có tiền xây cất, ông thu thuế nặng và bán chức, ai nộp nhiều tiền nhất thì được làm quan, và để cho Allah nguôi giận, ông bảo vệ chính giáo, ngược đãi các giáo phái khác. Con trai ông suối bọn cận vệ ám sát ông, rồi lên ngôi, lấy hiệu là an bậc yêu tú trong sự thờ chúa. Chính các vua chúa đó đã bị yếu tố nội tại làm cho suy nhược, trị lạc rồi những sức mạnh ngoại lai mới lật họ được. Họ đam mê tửu sắc, sống xa hoa, miếng nhác, dòng dõi thoai hóa, con cháu bạc nhược, trốn nhiệm vụ trị dân hưởng lạc với đám cung tần tới kiệt lực. Giai cấp chỉ huy càng ngày càng giàu có, nhiều ti thiếp, lại thêm thói kê gian mà mất những đức tính võ dũng của tộc. Trong cảnh vô kỷ luật đó, không có ai đủ cương quyết để nắm vững được các thuộc địa và các bộ lạc. Luôn luôn có những cuộc nổi loạn vì ác cảm trùng tộc, tranh giành đất đai, Ả Rập, Ba Tư, Syri, Bờ Bè, dân Kitô Tô Giáo, Do Thái Giáo, Thổ Nhĩ Kỳ khinh bỉ lẫn nhau, chẳng có điểm nào đồng ý với nhau cả còn đức tin xưa kia đoàn kết được dân chúng bây giờ chia rẽ họ thành nhiều giáo phái mỗi phái mạnh ở một miền và chống đối lẫn nhau miền cận đông tức tây á sống hoặc chết do công việc dẫn thủy nhập điền kinh đào phải được bảo vệ tu bổ hoài mà công việc đó cá nhân hoặc gia đình không thể làm được phải do quốc dân đảm đương khi triều đình bỏ bê không coi sóc các kinh thì ruộng thiếu nước sản xuất không đủ để nuôi dân chúng mỗi ngày mỗi tăng một số dân chết đói để lập lại sự quân bình giữa hai yếu tố căn bản đó của lịch sử thực phẩm và dân số nhưng dân nghèo có đói hoặc chết vì bệnh dịch thì triều đình vẫn bắt nộp thuế nông dân thợ thuyền thương nhân thấy mình kiếm được bao nhiêu thì bị chính quyền vơ vét hết để tiêu pha phung phí xa hoa hưởng lạc sinh ra chán nản không muốn sản xuất khuếch trương kinh doanh nữa rốt cuộc kinh tế không đủ nuôi chính quyền số thu nhập giảm xuống không đủ tiền trả lương quân lính không nắm được quân đội nữa trong quân đội lính thổ nhĩ kỳ thay lính ả rập cũng như thời cổ lính rét thay lính la mã từ chào an tơ si trở đi bọn tướng thổ đưa các vua ả rập lên ngôi rồi chốt ngôi chỉ huy ám sát họ nhưng âm mưu ghê tởm đẫm máu nối tiếp nhau xảy ra trong cung và ở triều đình khiến cho những hương phế trong các triều đại cuối cùng ở bát đa không đáng cho chúng ta nhắc tới trong lịch sử triều đình bỏ bê việc cai trị quân lực ở trung ương giảm cho nên đế quốc bị phân liệt các viên thống đốc làm mưa làm gió ở các thuộc địa, chỉ liên lạc về hình thức với kinh đô, họ tìm cách giữ hoài địa vị, sau cùng cho con cháu kế vị nữa. Ifa nho tuyên bố độc lập năm 756, Maroc năm 788, Tunisia năm 801, Ai Cập năm 868, 9 năm sau các thống đốc hồi giáo, hậu duệ của Mahomet ở Ai Cập chiếm Syri, làm chủ phần lớn xứ này tới năm 1076. Vua Ma Mao thưởng công viên tướng Tahi cho ông ta và con cháu ông ta làm thống đốc xứ Khorasan, dòng Tahi đó, 820 đến 872, làm vua cai trị gần trọn Ba Tư, cho tới khi dòng Safarit lên thay, 872 đến 903. Từ 929 đến 944, bộ lạc Hồi giáo Hamdantai chiếm miền Bắc Mesopotamia và xứ Syria, nổi danh trong sự nhờ làm cho Mosul và Aleppo thành những trung tâm văn hóa rực rỡ, như Saifu Dollar, 944 đến 967 cũng là thi sĩ, đã vời lại triều đình chết gia Al-Farabi và thi sĩ nổi danh nhất của Ả Rập, al mutanabi Con cái của Buai, một ông chúa miền núi ở Cây Piên, chiếm Ispaham và Chiraz, sau cùng Bada, 945, suốt một thế kỷ dòng họ đó thuộc các vua Ả Rập chính thống. Còn việc cai trị vào cả trong tay dòng Buai, mà quốc gia mỗi ngày một thu hẹp lại, Adon Andoler, ông chúa có tài nhất của dòng Buai, lập kinh đô ở Chiraz, một trong những thị trấn đẹp nhất của đế quốc nhưng cũng chu cấp rộng rãi cho các thị trấn khác trong đời ông ta và các người kế vị, Bát Đa lại thịnh lên gần như thời Harun (năm 874), hậu duệ của Saman, một nhà quý tộc theo bái hỏa giáo, thành lập một triều đại, triều đại Samanid, cai trị xứ Transoxian. Không phải là sứ quan trọng trong lịch sử khoa học và triết học, nhưng dưới triều đại Samanai, Bukhara và Samarkand là những trung tâm khoa học và nghệ thuật không kém Bát Đa tại hai nơi đó, tiếng Ba Tư được một sinh khí mới và gây được một nền văn học rất có giá trị. Triều đình bảo trợ Avicien, một chiếc gia lớn nhất thời Trung Cổ, còn an -Razi, y sĩ giỏi nhất thời Trung Cổ soạn một bộ y học toát yếu vĩ đại, nhan đề là al -Mansuri. Ông đề tặng bộ đó cho một quốc vương Samanit. Năm 990, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm Bukhara và 9 năm sau diệt triều đại Samanit. Bư ẩn trước kia đã chiến đấu 3 thế kỷ để ngăn làn sống Ả Rập bây giờ Hồi giáo cũng phải chiến đấu để ngâm làn sóng Thổ Nhĩ Kỳ lần qua phương Tây, rồi sau này, Thổ cũng lại phải dán ngăn làn sóng Mông Cổ. Gần như đều đều theo một định kỳ, dân số tăng lên quá, thực phẩm thiếu thốn, nên phải đi kiếm ăn nơi khác, gây những cuộc di cư vĩ đại làm mờ hết các biến cố khác trong lịch sử. Năm 962, một bọn phiêu lưu thổ ở Turkestan, do Aptizan, vốn là nô lệ, cầm đầu, xâm lăng Afghanistan, chiếm được Ghazni và lập ở đó một triều đại. Savitizen, 967-997, mới đầu là nô lệ, sau thành rễ và nối ngôi Aptizen, mở mang đất đai tới miền Pesawa và một phần miền Khorosan. Con trai ông ta, mua Mắt, 998-1030, chiếm trọn xứ Ba Tư, từ vịnh Ba Tư tới sông Osus, rồi đánh 17 trận tàn khốc, chiếm thêm Penzab và một phần lớn tiền bạc, bảo vật của Ấn Độ. Cướp bóc phỉ nguyện rồi, ông ta cho lính giải ngũ, từ đó ở không bực bội, ông dùng một phần của cải của ông và đại thần để xây cất thánh thất mênh mông ở Gasni. Một sử gia Hồi giáo bảo thánh thất đó có một gian giữa thanh thang đủ cho 6.000 tín đồ làm lễ, mà không trở ngại nhau. Ông dừng ở sát thánh thất một học viện, có một thư viện gồm những bộ sách quý, hiếm. Các sinh viên, giáo sư, giáo sĩ và nơi tinh khiết đó học hỏi, nghiên cứu, được chính phủ nuôi nấng, cung cấp đủ mọi vật cần thiết, lại được lĩnh một số lương tháng hay năm nữa mù mắt với nhiều nhà bác học như Anmiruni lại học viện đó và triều đình, và nhiều thi sĩ, trong số này có phép đô si miên cưỡng đề tặng ông bài thơ nổi danh nhất của Ba Tư. Trong triều đại đó, về nhiều phương diện, mù mắt gần được là một quân vương uy quyền, danh vọng nhất thế giới, nhưng ông mới chết được 7 năm thì đế quốc của ông đã thuộc về người thổ xeo dục. Bảo người thổ dã man là điều không đúng, xưa kia người dép manh khi chiếm La Mã không còn dã man nữa thì bây giờ người thổ cũng vậy, khi chiếm đế quốc Hồi giáo người thổ ở miền Bắc Trung Á, từ hồ Bai Can tiến về phương Tây, ở thế kỷ thứ sáu, đã được tổ chức do một khan hay cha gan chỉ huy. Họ đào các mỏ sắt trong núi, rèn được những khí giới rất cứng, mà luật pháp của họ rất nghiêm khắc, xử tử chẳng những kẻ nào phản quốc, giết người, mà cả những kẻ gian dâm và hèn nhát nữa. Đàn bà của họ rất mắn con, mặc dù bị chết nhiều vì chiến tranh mà dân số của họ vẫn tăng. Vào khoảng năm 1000, một chi nhánh thổ mà thủ lĩnh là Seljuk thống trị xứ Transocean -so vào xứ Turkestan. Mà mắt muốn chặn thế lực kinh địch đó, sai bắt người con trai của Celso, đem nhốt ở Ấn Độ, 1029. Quân thổ của Celso bất khuất và nổi giận, do tắc chỉ huy một cách nghiêm khắc nhưng đắc lực, chiếm gần hết ba tư và để chuẩn bị những bước tiến sau này, sai sứ thần tới quốc vương Ankaim ở Baghdad xin thần phục và theo Hồi giáo. an -im với tắc tới giúp mình để đuổi dòng buôi đi mà khỏi bị quản thúc nữa. Tắc rồ tới, 1055, bọn buôi trốn hết. An ca im cưới một người cháu của Tắc rồ và phong ông ta làm, vua phương Đông và phương Tây, 1058. Lần lần các triều đại nhỏ của Hồi giáo ở châu Á sụp đổ hết, trước sức mạnh của hậu duệ Tắc rồ và lại phục tùng Bát Đa. Các vua dòng xeo dộc lấy tên hiệu là Sultan, Tan, Chúa, và các ca lai, vua Ả Rập, chỉ còn giữ chức vụ về tôn giáo mà thôi. Các Sultan tan đó đem lại cho chính quyền một sinh lực mới có hiệu quả và cho Hồi giáo chính thống một lòng tin nồng nhiệt hơn trước. Họ không tàn phá những xứ sở họ chiếm được như người Mông Cổ hai thế kỷ sau. Họ hấp thụ rất mau một nền văn minh cao hơn, thống nhất các mảnh giải rác của một quốc gia hấp hối thành một đế quốc mới có đủ sức mạnh để chống cự và sống sót được sau cuộc tranh đấu dai dẳng giữa Kitô giáo và Hồi giáo mà phương Tây gọi là cuộc viễn trinh của thập tự quân.